Chương 4820, người lang tộc tới. Lang Hàn tốc độ rất nhanh, nhưng trên cơ sở này lại bộc phát gấp 10, đây là khái niệm gì? Phượng Dực Thiên Tường là thân pháp mạnh nhất thế gian, vì cái gì đại đế sáng tạo thân pháp cũng không thể vượt qua. Đó là bởi vì chân hoàng chính là thiên địa dựng dục, đây là năng lực thiên địa giao phó cho chân hoàng, giống như chân long trời sinh thể thuật vô song, đều có thành tựu không gì sánh bằng, đại đế cũng không thể đạt tới độ cao như vậy. Lang Hàn vạch phá bầu trời, hắn có tốc độ nhanh như thuấn di lúc ẩn lúc hiện nếu không phải trên bầu trời còn có hỏa diễm trói mắt căn bản không thể nhìn ra hắn đang di động không hổ là chân hoàng lang hàn khen chẳng những tốc độ cực nhanh hỏa diễm sau lưng còn có lực sát thương đáng sợ không thua gì hắn toàn lực xuất thủ có thể tưởng tượng lúc trước chân hoàng chỉ cần lướt qua hỏa diễm đã có thể thiêu sạch địch nhân căn bản không cần ra tay có thể đặt song song với chân long chân hoàng quả nhiên có điểm hơn người hiện tại ta chỉ xem như nhập môn, cho dù không ngừng khổ tu cũng không thể đột phá cảnh giới trung cực. Một là, ta cũng không phải chân hoàng, tiên thiên có hạn chế, thứ hai, cũng là cảnh giới của ta không đủ, chờ ta bước vào cảnh giới giáo chủ, khi đó ta mới có thể tiến thêm một bước, cũng gia tăng tốc độ nhanh hơn. Lăng Hàn cảm thấy tiếc nuối, ý nghĩa hắn đạt tới đại đế cũng không có khả năng nắm giữ tốc độ như chân hoàng năm đó. Hắn chỉ hơi thất lạc một lúc, Lăng Hàn lại lên tinh thần, nếu hắn thành đế, trong thiên hạ còn có người nào là đối thủ của hắn, còn có người nào có thể đào thoát khỏi tay hắn sao? Trong thời đại như thế, đại đế chú định cô tịch. Vô địch cũng là một loại tịch mịch, lang hàn về học viện tổ vương, nếu phượng dực thiên tường đã tu thành, hắn cũng nên suy nghĩ gia tăng tu vi. Ở học viện tổ vương, mặc dù cũng có thể đạt được không ít tài nguyên tu luyện, nhưng so với chiếm được trong xào huyệt chân hoàng, hai bên không thể so sánh với nhau. Cho nên, nếu như có di tích mở ra, Lăng Hàn sẽ nguyện ý chạy đi một chuyến. Hắn tìm kiếm trong tinh võng, đoạn thời gian gần đây gió êm biển lặng, chỗ nào cũng không nghe thấy có chuyện gì phát sinh, Lăng Hàn vô cùng thất vọng. Ta lưu lại nơi này, muốn đạt tới cửu biến cần thời gian 10 năm. Lăng Hàn không ngừng suy nghĩ, so với thọ nguyên của ta, đây chỉ là chút lòng thành, nhưng thời đại mới đã tới gần, có lẽ 10 năm là quá lâu. Cũng không có thu nhập kiếm thêm, hắn gấp cũng vô dụng. Qua một tháng sau, đột nhiên có người đến học viện tổ vương. Yêu lang đế tộc, người tới là một thánh nhân, mặt khác còn có tiểu bối cấp giáo chủ, kẻ này hơn 500 tuổi nhưng lại hết sức trẻ tuổi, thiên phú kinh người, nhưng đặt ở học viện tổ vương, giáo chủ hơn 100 tuổi còn nhiều, thậm chí còn có tôn giả. Tên tiểu bối này gọi là đế giả, hắn không phải tiến vào học viện tổ vương làm học viên, hắn có nhiệm vụ khác. Lang Hàn đang đi ngắm hoa trong sân, đây là thói quen của hắn, tu thiên địa đại đạo cần tiếp nhận thiên địa tự nhiên, đột nhiên có áp lực cường đại ập tới. Oanh, Tất cả hoa cỏ cây cối trong sân khô héo Lăng Hàn cao mày Bên ngoài, một người trẻ tuổi đầy cao ngạo đứng đó Sau khi phát hiện hắn thì ánh mắt bộc phát sát ý đáng sợ Lăng Hàn, ta chính là đế già Người trẻ tuổi này nói Lăng Hàn hừ một tiếng Ta quản ngươi là ai, bồi thường hoa của ta Đế già ngẩn ra, người ngốc sao Không có phát hiện ta là giáo chủ sao Hắn ho khan, nói Ta chính là tiểu thừa cảnh Thì tính sao, Lăng Hàn oán hận nói Đế gia tức giận không nhỏ, võ đạo tranh lệch một đại cảnh giới chính là cách biệt như trời và đất. Hừ, người quả nhiên giống như lời đồn, sinh ra một cái miệng thúi. Hắn nói ra, trực tiếp xuất thủ bắt lấy lăng hàn. Oanh, cho dù hắn không phải đế tử, giáo chủ xuất thủ có uy thế cỡ nào? Một bàn tay to như núi xuất hiện, giữa năm ngón tay còn mang theo đạo tắc hóa thành tấm lưới. đương nhiên lăng hàn sẽ không liều mạng, hắn có tự tin, hắn hiện tại đạt tới hóa linh thất biến, nếu hắn đạt tới cửu biến hắn chắc chắn có khả năng đấu với giáo chủ oanh bàn tay lớn ập xuống sân nhỏ của lăng hàn chấn động mạnh và vỡ nát đế già thu tay lại hắn cao mày và cảm ứng rõ ràng hắn không có đánh trúng lăng hàn xeo thân hình lóe lên lăng hàn đã xuất hiện trở lại hắn đã dùng hai lần tinh bộ một lần rời đi một lần trở về tự nhiên cũng tránh khỏi một kích của đế già đây cũng không phải là luận bàn cũng không phải trong bí cảnh như sào huyệt chân hoàng tinh bộ có thể phát huy uy lực rất mạnh trong lòng của hắn kinh ngạc vì cái gì đế già làm càn như thế thứ nhất đây chính là học viện tổ vương có chút quy củ cần tuân thủ thứ hai cửu sơn thánh nhân đã lên tiếng nếu ai ỉ vào cảnh giới ức hiếp lâm hàn vậy hắn sẽ mang đế binh tìm tới cửa đối mặt uy hiếp như vậy cho dù là đế tộc cũng phải nghĩ lại cho dù đế già xúc động thánh nhân yêu tộc đế tộc không suy nghĩ hậu quả sao hết lần này tới lần khác sẽ không có ai ngăn cản chẳng lẽ đã có đế tộc đang hoài nghi cửu sơn thánh nhân sao đây là một lần dò xét, cho nên, xuất động tộc nhân không quá trọng yếu như đế giả dò xét. Ai, giấy trung quy là không gói được lửa, Lăng Hàn biết rõ, cửu sơn thánh nhân không có đế binh sẽ bại lộ ra ánh sáng nhưng vấn đề là, hắn còn chưa kiếm đủ tài nguyên tu luyện, hiện tại lộ ra ánh sáng quá sớm. Lăng Hàn, người động tay chân gì có thể ảnh hưởng đế tử tộc ta? Đế giả hỏi, đây là nhiệm vụ của hắn, hắn muốn biết chân tướng khi đế la cung phụng Lăng Hàn như chủ nhân. Đối với yêu lang đế tộc mà nói, đây là việc đáng sợ, tương đương có người nắm giữ mệnh môn của bọn họ, nếu như ngay cả thánh nhân cũng chịu ảnh hưởng, chẳng phải toàn bộ đế tộc sẽ cúi đầu xưng thần với Lăng Hàn. Cho nên, Yêu lang đế tộc suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ với Lăng Hàn, cho dù thế nào cũng phải hiểu rõ. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi nói là thứ này sao? Hắn lấy ra kèn lệnh đại đế và cầm trong tay. Đây là thứ gì? Đế giả hỏi, ngươi muốn biết? lang Hàn hỏi lại, bớt nói nhảm, đế giả không nhịn được nói, tốt ta sẽ cho người biết. Lăng Hàn thổi kèn lệnh, ông, gợn sóng quét qua, đế già ngửa mặt lên trời chu như sói, thân thể không bị khống chế nằm úp trên mặt đất, bành, quần áo nứt vỡ và bộ lông màu bạc xuất hiện. Hắn biến thành hình sói, ánh mắt đế già lộ ra vẻ giấy giụa, hắn vẫn đi tưới bên người Lăng Hàn và liếm bàn chân của hắn như chó nhà. Nguy cơ được giải quyết nhẹ nhõm, chương 4821, Ma Vụ Tinh. T, cao tầng học viện đang âm thầm quan sát, tất cả đều kinh hãi khi thấy cảnh này xảy ra chuyện gì chỉ khoe khoang kèn lệnh đế già đã ngoan giống một con chó nội tâm mấy tôn giả càng nóng nếu mình có có thể đạt được món bảo vật này có phải mình có thể hiệu lệnh cho yêu lang đế tộc nghĩ tới đây bọn họ có xúc động đoạt bảo nhưng bọn họ lại nghĩ tới nếu mình đoán sai lầm bên hắn không có thánh nhân mình sẽ bị thánh nhân của yêu lang đế tộc đánh thành hình dạng gì thánh nhân yêu lang đế tộc phong hào đế mạc nhíu mày nên ra mặt hay không trong lòng của hắn có cố kỵ vạn nhất chính mình cũng bị ảnh hưởng, cái khi đó việc vui lớn lắm, toàn bộ yêu lang đế tộc sẽ lâm vào nguy cơ to lớn. đến lúc đó chỉ sợ đế tộc khác sẽ phát động tranh đoạt, việc này có thể khống chế một đế tộc dụ hoặc quá lớn. điều này có ý nghĩa gì? có thể đạt được gia sản của một đế tộc bao quát đế kinh, đế thuật, đế binh, còn có tài nguyên vô tận. thử hỏi có đế tộc nào có thể kháng cử dụ hoặc như thế? cho dù bọn họ có cố kỵ, vậy cũng có thể chỉ đoạt bảo không giết người, chẳng lẽ cử sơn thánh nhân? đa gia phật bởi vì thế mà ra tay hay sao bởi vì có cố kỵ này nên đế mà thánh nhân không có xuất thủ không phải hắn không đủ quả quyết mà là hậu quả quá nghiêm trọng ây chơi xương đi lang hàn ném xương gà ăn thừa xuống đất chỉ thấy đế giả biến thành sói bắt đầu gặm xương trong mắt hắn mang theo không cam lòng và tức giận bản năng của hắn lại phục tùng nên không thể chống cự lang hàn bảo người tới tu sửa tiểu viện đối với võ giả muốn xây thành một cái biệt viện quá dễ dàng lăng hàn mặt ngoài bình tĩnh không có gì nhưng trong lòng lại sinh ra cảnh báo hắn có thể vượt qua một cửa này hiển nhiên đế tộc sẽ không bỏ qua cho hắn bởi vì kèn lệnh đại đế trong tay hắn lần này là giáo chủ thăm dò lần tiếp theo sẽ là tôn giả chỉ cần chứng minh tôn giả không bị ảnh hưởng còn có định lực chống cự nhất định khi đó sẽ có thánh nhân xuất thủ không có khả năng nhìn bảo vật ảnh hưởng lớn tới yêu lang đế tộc bị người ngoài nắm trong tay cửu sơn thánh nhân khẳng định không thể ra tay hắn rất rõ ràng lão gia tử chỉ là hổ giấy thánh nhân nhất tinh cũng không có đế binh làm thế nào đến lúc đó đế tộc sẽ lộ ra bộ mặt đáng sợ ai lang hàn có ý niệm muốn đi nếu rời đi vào lúc này sẽ quá nguy hiểm nhưng cho dù đi cũng không thể hấp tấp hắn phải biểu hiện vững vàng thì đế tộc mới không vội xuất thủ hiện tại cho dù có người hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi luôn có cố kỵ lại nói đa gia phật uy hiếp là hàng thật giá thật chuẩn đế đấy đế tộc nào dám trêu chọc lăng hàn lập tức hành động thông chi nữ hoàng đại hắc cẩu bọn họ không thể ở lại học viện tổ vương thời gian dài tìm một cơ hội rời đi cơ hội tới rất tự nhiên bằng không học viện sẽ cho rằng bọn họ chạy chối chết vậy chỉ cần hơi suy nghĩ một chút chân tướng sự việc sẽ lộ ra ngay bọn họ lại gặp được cơ hội như thế trong tinh không xa xôi một tinh cầu đột nhiên xuất hiện là tinh cầu mới ra đời sao không phải đây là tinh cầu đã sớm tồn tại trên đó có đầy thảm thực vật có người tùy tiện tìm được tiên dược cao dai, hơn nữa còn có lượng lớn hung thú, thực lực cao thấp không giống nhau. Xảy ra chuyện gì, viên tinh cầu vẫn nằm tại đây, vì sao trước đó không xuất hiện? Hay là nó đột nhiên na gì tới đây? Không có người nào có thể trả lời vấn đề này, đáp án có lẽ nằm trên tinh cầu, có lẽ vĩnh viễn không tìm được, bởi vì hung thú không khai hóa trí tuệ, biết hỏi ai bây giờ. Nhưng bất kể như thế nào, đây là tinh cầu tài nguyên, hơn nữa phẩm giai không thấp, thừa dịp chưa có thế lực lớn tuyên bố sở hữu, các võ giả đều là xuất động muốn phân chén canh, nếu có thể tìm tới một gốc đại dược, vậy thì phát đạt. Lăng Hàn đã là hóa linh cảnh, hắn yêu cầu tiên dược phẩm chất rất cao, hắn cũng không cho rằng một tinh cầu tài nguyên bình thường có thể giúp hắn, đây lại là lý do rời khỏi học viện quang minh chính đại. Bởi vậy, hắn tổ chức nhân thủ và mọi người lên đường. Việc này không làm học viện hoài nghi, bởi vì có rất nhiều học viên lên đường, cũng không chỉ có đám người Lăng Hàn. Chuyến đi này có Lăng Hàn, nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cẩu, tiểu thanh long, sắc trư và bảy tiểu hoa nhi, cho tới đinh thụ và trì mộng hàm, lang hàn không có gọi đi cùng. Bởi vì hai người hoàn toàn có thể lưu tại trong học viện, không cần bị hắn liên lụy. Nhất là trì mộng hàm, đây chính là đế nữ của đế tộc, chẳng lẽ còn lo lắng đế tộc khác gây bất lợi cho nàng hay sao? Sự việc liên ngọc đường mất tích làm học viên rung động, từng có người hoài nghi hắn bị lăng hàn hạ sát thủ, dù sao hắn đã chứng minh thực lực của mình, ngay cả đế tử trẻ cũng bị đánh bại. Nhưng mệnh bài của Liên Ngọc Đường không có vỡ vụn, nói rõ hắn còn sống, việc này có quan hệ gì với Lăng Hàn. Đại khái hắn đang nấp ở đâu đó tu hành, chờ lúc trở về hót một tiếng kinh người. Lăng Hàn lại biết rõ, Liên Ngọc Đường vĩnh viễn không có khả năng trở về. Trừ phi hắn tự sát, nếu không, gia hỏa này sẽ ở trong sào huyệt chân hoàng bốn vạn năm. Thời điểm rời đi, nữ hoàng, hổ nữ và các tiểu hoa nhi quay về cửu dương thánh địa, Lăng Hàn và tiểu thanh long, đại hắc cầu tiếp tục đi tới tinh cầu kia, có lẽ thu hoạch không lớn, nhưng ngược lại cũng không có việc gì, cứ tới xem thế nào. Tinh cầu này tên là Ma Ảnh Tinh, bởi vì trên tinh cầu có khu vực sương mù bao phủ, cho đến nay chưa từng có người còn sống đi ra. Trừ chuyện đó ra, tinh cầu rất an toàn. Sau khi truyền tống một tháng trong tinh không, bọn họ đã đi tới Ma Ảnh Tinh, nhưng mà nơi này còn không có làm trận pháp truyền tống, chỉ có thể ngồi không hạm chạy tới. Đương nhiên, giáo chủ không cần phiền toái như vậy, có thể trực tiếp xé rách hư không dáng lâm lăng hàn trông mà thèm không nói thuận tiện mấu chốt có thể tiết kiệm tiền hiện tại tinh cầu này vô cùng náo nhiệt khi tin tức truyền bá nhiều ngày người tới nơi này càng ngày càng nhiều ngày thứ ba đám người lăng hàn tới đây trên tinh võng xuất hiện tin tức nặng cân có người phát hiện một gốc thánh dược thánh dược đấy toàn bộ tinh không cũng không thai ngén ra bao nhiêu gốc thánh dược chỉ có mẫu thụ đỉnh cấp mới có thể thai ngén nhưng nếu là thánh dược thì rất bất phàm theo người chứng kiến nói hắn phát hiện thánh dược trong khu vực ma vụ hóa thành một lão đầu dâu trắng lão đầu phun ra địa khí, sau khi bị phát hiện thì hóa thành con ngựa chạy đi. Bởi vì ma vụ quá mức nguy hiểm, không có người nào dám truy kích. chương 4822, Thánh Dược, tin tức truyền ra, người người phấn chấn, đại dược thánh cấp, đây là khái niệm gì? Thánh nhân cũng động tâm, nếu tôn giả đạt được, nói không chừng có thể mở ra bình chướng cảnh giới, từ đó một lần hành động đột phá thánh cấp. Những người khác càng không cần nói, chỉ cần có thể ăn một khối nhỏ sẽ có tăng vọt về chất lập tức không ít người bắt đầu đi về hướng ma vụ lang hàn cũng rất kinh ngạc lần này tới đây chủ yếu vì chạy trốn thuận tiện vớt chút thu nhập thêm không nghĩ tới nơi này lại có thánh dược tiểu hàn tử tiểu thanh long cùng đại hắc cầu nhìn sang đôi mắt bọn họ đang tỏa sáng lang hàn gật gật đầu chúng ta đi xem một chút nhưng cẩn thận là hơn dù sao xuất hiện thánh dược sẽ dẫn xuất thánh nhân đến chúc thực lực của chúng ta không đáng chú ý còn phải dịch dung một chút tiểu thanh long nói thế nào cửa ru nhân của ngươi quá nhiều, sợ bị chém chết sao. Đại hắc cầu trêu chọc, tiểu thanh long cười lạnh, kẻ thù hy vọng làm thịt ngươi ăn thịt chó nhiều hơn long ra gấp 10 lần. than lăn, miệng lưới có tiến bộ, đại hắc cầu cười, đương nhiên, hai người này lại đấu võ mồm, lăng hàn lắc đầu. Dịch dung cũng có thể, có thể tránh phiền toái. Đế già xuất thủ, mặc dù bị lăng hàn hóa giải hoàn mỹ, nhưng cửu sơn thánh nhân lại không có phản ứng, chuyện này đã làm người ta ngờ vực vô căn cứ, là bởi vì lăng hàn không có ăn thiệt thòi cho nên khinh thường xuất thủ hay là trong tay cửu sơn thánh nhân căn bản không có đế binh những đế tộc kia nhìn rõ ràng cửu sơn thánh nhân ở trong sơn hải thiên chưa từng có động tới đế binh dùng các lý do thoái thác cho nên số lần càng nhiều tự nhiên khó tránh khỏi sẽ làm người ta hoài nghi cho nên mới có việc yêu lang đế tộc thăm dò một là bởi vì trong tay lăng hàn có kèn lệnh đại đế hai cũng là vì hoài nghi cửu sơn thánh nhân dưới tình huống như vậy Lăng Hàn cũng không dám đi đánh bạc tất cả đế tộc phản ứng. Đánh nhau cùng cấp, thậm chí là đối thủ trên giáo chủ, hắn có thể sử dụng tinh bộ bảo mệnh, nhưng đối với thánh nhân mà nói, hắn không có nắm chắc, thánh nhân quá mạnh. Thấy Lăng Hàn đồng ý, đại hắc cầu không phản đối, ba người nhau nhau cải biến hình dáng tướng mạo. Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long xem như bình thường, đều là thanh niên hơn 20 tuổi, đại hắc cầu càng khoa trương, hắn biến thành trung niên, gương mặt bị ổi không gì sánh được, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Quả nhiên, mạng trời sinh nhân vật phản diện, Tiểu Thanh Long nhân cơ hội đả kích, nói, Lão Hắc, khó trách người rất ít hóa thành hình người, bởi vì nhìn quá bị ổi. Người đi luôn đi, Đại Hắc cầu hư một tiếng. Không có ánh mắt, tốt rồi, chúng ta xuất phát. Lăng Hàn cắt ngang hai tên dở hơi đấu võ mồm, ba người lên đường đi tới khu vực ma vụ. Tinh cầu này rất lớn nhưng Lăng Hàn đã nắm giữ địa mạch nơi này, bởi vậy, hắn phát động tinh bộ mang theo Đại Hắc cầu cùng Tiểu Thanh Long đến nơi cần đến ma vụ ảnh hưởng khu vực rất lớn lăng hàn mang theo tiểu thanh long cùng đại hắc cầu xuất hiện ở khu vực biên giới cũng không có dám tùy tiện xông vào dù khu vực này rất lớn nhưng người chạy tới càng nhiều ở chỗ này lăng hàn vẫn nhìn thấy bóng người mặc dù thưa thớt số lượng rất ít lăng hàn cảm ứng một chút nhưng cho dù thần thức hay địa mạch đến nơi này là rừng giống như bị người ta cắt một đao sau khi tiến vào ma vụ đều bị chặt đứt phải biết hắn hiện tại chính là hóa linh cảnh đi tới nơi nào cũng được xưng là cao thủ hắn lại không thể cảm ứng được ma vụ, t, cấp bậc của ma vụ cao cỡ nào. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều người chạy tới, ở gần xuất hiện rất nhiều người. Ai cũng biết, trong ma vụ có nguy hiểm, cho nên, không người nào dám mạo hiểm xông vào. Nếu thánh dược đi ra, tin tưởng nó có đi không về. Ôm cây đợi thỏ là được rồi, cho dù thánh dược cũng không có khả năng có chiến lược gì, dù là chút cơ cảnh cũng có thể tùy tiện đối phó, vấn đề là thánh dược chạy nhanh, đây mới là chỗ khó. Cho nên, tất cả mọi người đều tìm nơi ẩn nấp muốn tập kích bất ngờ bắt thánh dược chờ đi lăng hàn không phát hiện thứ gì thời điểm đến ngày thứ năm bọn họ nghe người gần đó nói thánh dược thật sự rời khỏi ma vụ nhưng bị người tập kích thì nó chạy nhanh chóng trong nháy mắt đã chạy vào trong ma vụ có người không nén được tham lam nên xông vào trong ma vụ truy kích thánh dược kết quả hắn chưa từng rời đi lăng hàn vẫn quan sát ma vụ đây rốt cuộc là thứ gì vì cái gì làm người ta lạc trong đó hoặc bên trong có tồn tại đáng sợ thôn vệ người đi vào. Nhưng hắn không nghiên cứu ra manh mối gì, lão gia tử không biết có tới hay không, Lang Hàn nói, đối với Cửu Sơn thánh nhân mà nói, tác dụng thánh dược lớn hơn trời, cực kỳ có khả năng thôi động hắn đột phá nhị tinh hoặc tam tinh. Mấu chốt là, trước đó hắn đã giao cây trượng đoạt được trong Sào huyệt Chân Hoàng cho lão gia tử, trong trượng này có hạt châu thần bí nắm giữ năng lực chống cự uy năng của thiên địa, không biết nó có thể phát huy kỳ hiệu tại nơi này hay không nếu như lão gia tử nhận được tin tức, có lẽ hắn sẽ tới. Đại hắc cầu nghĩ nghĩ, ân, liên lạc với lão gia tử một chút, bọn họ liên lạc trên tinh võng, nhưng tạm thời không có cách gì bắt được liên lạc với cửu sơn thánh nhân, lão gia tử không phải đang bế quan thì chính là gấp rút lên đường, cho nên không có cách gì liên lạc trên tinh võng. Không qua mấy ngày, cường giả tới càng ngày càng nhiều, đại năng giáo chủ, tôn giả chạy tới rất nhiều, nhất là tôn giả, có mấy người cầm pháp khí tấn công ma vụ, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không mấy thánh nhân đến, thánh dược có phần của bọn họ hay sao? Nhưng mà, tôn giả đi vào cũng chỉ có một kết quả, có đi không về. Việc này làm mọi người khiếp sợ, chẳng lẽ lại xuất hiện một tuyệt địa? Lăng Hàn sinh ra cảm giác quen thuộc, hắn lại nghĩ tới âm hà trong ám vân địa ngục, còn có biển máu. T, chẳng lẽ trong này cũng có tồn tại ghê gớm? Nhưng mà, nếu có loại tồn tại này, vì cái gì không khai thác thánh dược? Chúng ta đi nơi khác đi lăng hàn nói hiện tại bọn họ không cách nào tiến vào ma vụ cho nên ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ đợi còn không bằng đi địa phương khác thử thời vật dù sao đây là tinh cầu lớn khắp nơi đều có cơ duyên ba người chạy đi khắp nơi rứt bỏ khu vực ma vụ không nói nơi này rất an toàn hung thú hoành hành lấy chân ngã cảnh làm chủ ít có hung thú hóa linh cảnh giáo chủ bởi vậy ba người lăng hàn đủ để quét ngang mấy ngày ngắn ngủi bọn họ thu hoạch không ít tiên dược đáng tiếc phẩm dai đều không cao Thời gian 7 ngày qua đi, cuối cùng có thánh nhân đến. Đây là một vị bá chủ của một thánh địa, hắn vừa bước vào cấp độ này, được tôn gọi là thanh mộc thánh nhân, hắn vừa xuất hiện đã tiến vào trong ma vụ, trong tay nâng một cái bình xứ, trong đó có một gốc liễu. chương 4823, thánh nhân ăn thiệt thòi. Thanh mộc thánh nhân bước đi, chỉ thấy có ánh sáng màu xanh tỏa thành đại đạo bay vào trong ma vụ. Ánh sáng thần thánh không gì sánh bằng, cho dù là ma vụ cũng không cách nào áp chế, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bên trong ma vụ có tảng đá, cây cối, cũng không phải khu vực hoang vu. Thánh chủ xuất thủ, thánh dược tất nhiên sẽ rơi vào tay thánh chủ. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian tản, có mười mấy tên đệ tử hộ tống thanh một thánh nhân đi tới đây, bọn họ tràn ngập lòng tin vào thánh nhân nhà mình, cũng cao ngạo nói với đám người. Đi thôi đi thôi, đúng thế, lưng tựa một vị thánh nhân, có tư cách phách lối như vậy. Ba người lăng hàn nghe được có thánh nhân tới, bọn họ cũng chạy tới xem náo nhiệt, vừa vặn nhìn thấy những tiểu bối kia phách lối phần lớn người đều trầm lặng, lười nhác chấp nhặt với bọn họ nhưng cũng có chút người lộ ra vẻ khinh thường cũng không phải các ngươi châu bò có cái gì tốt đắc ý thế nào người không phục sao có một tên đệ tử thanh mộc tông đột nhiên đi đến trước mặt lăng hàn cũng chất vấn hắn a à, đây là tai họa bất ngờ lăng hàn xứng sờ hắn trêu ai ghẹo ai a à, hắn hiểu được đám người thanh mộc tông muốn lập uy mà vị trí đứng của hắn không tốt cho nên trở thành đối tượng bị lập uy. Hắn lắc đầu, đúng là tai bay vạ gió, ngươi là điếc hay vẫn là câm, tên đệ tử kia hùng hổ dọa người, hoàn toàn không nói đạo lý. Hắn muốn phách lối như vậy, thanh mộc tông có thánh nhân tỏa chấn, hoàn toàn có thể bá đạo như thế. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đối với thánh nhân, ta đương nhiên phục, nhưng mà, đối với các ngươi nha, ha ha. Ngươi có ý gì, tên đệ tử kia hừ một tiếng, nói, xem thường chúng ta, vậy tương đương xem thường thánh chủ đại nhân. Đại hắc cầu bật cười, người đang thiếp vàng lên mặt của mình, người cũng có thể đại biểu thánh nhân. Muốn chết, những đệ tử thanh mộc tông đi tới, cũng vây quanh ba người lăng hàn. Phải biết, thanh mộc thánh nhân năm năm trước vẫn là thanh mộc tôn giả, cho nên, từ tôn giả tiến vào thánh cấp, đệ tử thanh mộc tông hận không thể rêu giao cho người thiên hạ biết mình châu bò. Lần này tranh đoạt thánh dược, vừa vặn, mượn cơ hội này tuyên dương thanh mộc tông một chút ba người trước mặt chính là bia ngắm tốt nhất, tiểu hàn tử, người quả nhiên mang theo hào quang hấp dẫn thù hận. Đại hắc cầu hả hê nói ra, tiểu thanh long cũng cười to, hiếm có cơ hội giễu cợt lăng hàn, đương nhiên nó sẽ không bỏ qua. Lăng hàn buồn bực, lần này hắn thực sự không nghĩ kéo thù hận, hắn bởi vì trốn tránh đế tộc nên tới ma vụ tinh, tại sao vẫn có người nhắm vào bọn họ. Các người có bệnh sao? Hắn hảo ý hỏi, có bệnh nhanh đi trị, tuyệt đối không nên kéo dài, hại người hại mình con mẹ ngươi có một tên đệ tử nổi giận hắn vung tay đánh lăng hàn oanh hắn là truyền nhân đắc ý của thanh mộc tông tuổi còn trẻ cũng đã là chân ngã cảnh hắn xuất trưởng mang theo thanh thế to lớn xem thần long bãi vĩ của long ra tiểu thanh long cướp cơ hội xuất thủ bành hắn đá một cước vào bụng tên đệ tử kia tên này như đạn pháo bay ra ngoài còn tốt hướng hắn bay không phải khu vực ma vụ bằng không hắn cũng không có cơ hội đi ra dù là như thế tên đệ tử này rơi xuống đất và ngất đi đại sư huynh đệ tử thanh mộc tông kêu lên gương mặt đầy kinh hãi nhưng còn có một nam tử trung niên dùng ánh mắt đáng sợ nhìn ba người lăng hàn đây là cường giả giáo chủ thật to gan dám đả thương đệ tử thanh mộc tông ta nam tử này lạnh lùng nói khí thức giáo chủ bộc phát không khí sôi lên như nước sôi từng làn xương bay lên ngươi nên thanh tỉnh một chút phách lối như vậy thực sự được không lăng hàn lắc đầu nói cho dù là đế tử cũng có khi rơi hố huống chi là các ngươi nam tử cấp giáo chủ tức giận hắn vừa định xuất thủ đã thấy một tia sáng bay ra khỏi ma vụ chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy thanh mục thánh nhân xuất hiện ở bên ngoài ma vụ cường giả thánh cấp bộc phát hào quang vạn trượng bây giờ lại vô cùng chật vật tóc của hắn tán loạn trên cổ có thủ ấn màu xanh nhưng nhìn năm ngón tay dài như thế lại không phải người bình thường gây ra hắn nâng bình xứ lên nhánh liễu đã gãy một nửa nhánh cây rủ xuống thoi thóp không chỉ như vậy quần áo của vị thánh nhân này rách tung tóe giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là chủng loại lưu manh phố phường đánh nhau, cầm quần áo mà đánh mới rách quần áo như vậy. Thánh chủ, nhìn thấy thanh mộc thánh nhân thảm trạng như vậy, đệ tử thanh mộc tông đều hô lớn. Bọn họ biết rõ, bình xứ của vị thánh nhân này chính là thánh khí, nhưng bây giờ thánh khí đã hủy gần một nửa, đây là việc kinh khủng cỡ nào. Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác, chỉ thấy trên thân vị thánh nhân này có đồ vật màu đen tỏa ra. Ma vụ sao, ngược lại lăng hàn nhìn thoáng qua và có cảm giác buồn nôn hắn không muốn chạm vào thứ này thánh nhân cũng bị thương đương nhiên người thanh mộc tông không quan tâm tới lăng hàn nhào nhào vây quanh thanh mộc thánh nhân thánh chủ đã xảy ra chuyện gì bọn họ đều hỏi quá kinh khủng hôm nay thiên hạ không đế không phải thánh nhân chính là mạnh nhất hay sao nhưng bây giờ tin tưởng và cảm giác ưu việt của bọn họ bị đánh tan tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng thanh mộc thánh nhân không nói gì Hắn nhìn chằm chằm vào Ma vụ, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc và khó hiểu, cũng có một tia sợ hãi khó tả. "Đi." Hắn trầm giọng nói, căn bản lười nhắc giải thích. "Thế nhưng mà, Thánh chủ?" Các đệ tử đều kinh ngạc, không phải đã nói mượn cơ hội này dương danh Thanh Mộc tông sao, tại sao hành quân lặng lẽ rồi? "Ân." Ánh mắt Thanh Mộc thánh nhân nhìn quét qua, thánh nhân mở miệng, "Ai dám có ý kiến?" Lập tức, tất cả mọi người câm như hến, vị thánh nhân này trực tiếp xé rách hư không mang theo mọi người rời đi đi rất quyết việt thấy cảnh này rất nhiều người hít khí lạnh tình huống như thế nào ngay cả thánh nhân cũng sợ hãi rời đi thanh mục thánh nhân là người duy nhất tiến vào sương mù mà rời đi còn có thể sống đi ra thánh nhân quả nhiên là thánh nhân thật sự trâu bò có lẽ thánh nhân đã trải qua việc gì đó là tồn tại nào giao thủ làm vị thánh nhân này chật vật như thế hắn còn từ bỏ cả thánh dược mà rời đi thật nhiều người đã bỏ đi suy nghĩ tìm thánh dược ngay cả thánh nhân cũng thất bại tan tác mà quay trở về, bọn họ không bỏ đi suy nghĩ như thế, không phải muốn chết sao. Lúc này, Đại Hắc Cầu nhận được tin tức trên tinh võng. Cửu Sơn Thánh Nhân đến, đi, đi gặp mặt Lão Gia Tử. Ba người Lăng Hàn lập tức xuất phát, đi hội hợp với Cửu Sơn Thánh Nhân. Mà cùng lúc đó, càng nhiều Thánh Nhân xuất hiện, chương 4824, liên thủ xông vào. Ba người Lăng Hàn thuận lọi gặp được Cửu Sơn Thánh Nhân. Bọn họ nói rõ tình huống, cửu sơn thánh nhân cũng nhíu mày. Nói đến thực lực, hắn còn mạnh hơn thanh mộc thánh nhân, một là hắn tấn cấp sớm hơn, hai là hắn tu hành đế kinh, nhưng cùng là thánh nhân nhất tinh, tranh lệch sẽ không quá lớn. Cho nên, hắn tiến vào khu vực ma vụ cũng chưa chắc làm tốt hơn thanh mộc thánh nhân bao nhiêu. Dùng hỗn độn cực lôi tháp thì sao? Lang Hàn hỏi, cửu sơn thánh nhân cũng không biết, nếu như hỗn độn cực lôi tháp là đế binh, một vị thánh nhân thúc giục cũng đủ bảo hộ bọn họ, mà hoàn toàn thức tỉnh tương đương với một vị đại đế sống lại, tự nhiên không sợ bất cứ địch nhân nào trong thiên hạ. Đáng tiếc là, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp không phải đế binh chân chính, chỉ là mẫu kim tạo thành, trong đó có khác biệt rất lớn. Đúng rồi, Cửu Sơn Thánh Nhân cầm lấy cây trượng, nói: "Lão phu đã tra được, hạt châu này là Tiên Thiên Chí Bảo, tên là Vô Tượng Châu, vì thiên địa thai ngén, có thể lẩn tránh thế tất cả tổn thương tự nhiên của thiên địa." Đương nhiên, việc này có hạn mức cao nhất, chỉ có thể là thánh cấp Ba người lăng hàn đều gật đầu, lúc này mới bình thường, nếu không, đại đế khẳng định sẽ không tiếc một cái giá lớn cướp đoạt, lúc đi tới biên giới vũ trụ tìm kiếm vĩnh sinh, tự nhiên sẽ có xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Thánh cấp, ma vụ ảnh hưởng cả thánh nhân, bởi vì thánh nhân đều gặp bất hạnh. Cầm đi, cửu sơn thánh nhân giao cây trượng cho lăng hàn, lăng hàn cầm lấy và kiểm tra, thứ hai, hắn cũng có thánh khí nơi tay, cầm hai thanh thánh khí chưa chắc có thể tăng lên chiến lực. Lăng Hàn cũng không có khách khí, Hắn thu hồi cây trượng. Đây chính là thánh khí, cho dù cầm trong tay không thôi phát huy lực thánh cấp thì nó cũng đạt tới uy lực chuẩn giáo chủ, sau khi hắn bước vào giáo chủ sẽ có uy năng chuẩn tôn giả. Đòn sát thủ, át chủ bài, vậy sử dụng hỗn độn cực lôi tháp thử một chút." Lang Hàn nói, Cửu Sơn thánh nhân gật đầu, tiếp nhận hỗn độn cực lôi tháp. Thánh dược thật sự quá chân quý, cho dù với tâm tính của hắn cũng không thể nói một câu không cần, cho nên hắn cần phải thử một lần, cho dù thử không thành công. Đương nhiên cũng không có tiếc nuối, nếu không, ngày sau mỗi lần nghĩ lên, có khả năng sẽ hối hận vì cái gì lúc trước không kiên trì thêm một chút. Hắn vừa định hành động thì lại ngẩn ra, hắn nhìn sang bên trái mình. Ba người lang hàn cũng nhìn sang nhưng không có nhìn thấy cái gì. Vào lúc này không gian bị một bàn tay lớn xé rách, một lão giả khí vũ hiên ngang đi ra. Lão giả này vừa bước ra, phía sau hắn có ba người trẻ tuổi, theo thứ tự là hai nam một nữ, đều có khí khái hào hùng bừng bừng, cũng tỏa ra hào quang kinh người. Cửu Sơn Đạo Hiếu, lão giả này tươi cười, hắn gật đầu nhìn về phía Cửu Sơn Thánh Nhân. Hắc Diễm Đạo Hiếu, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng gật đầu. Hắc Diễm Thánh Nhân, ánh mắt lăng hàn nhìn sang, hắn lập tức tươi cười, bởi vì hắn nhận ra một trong ba người trẻ tuổi kia. Ngưu Đằng Phi, đế tử Ngưu Ma Đế Tộc, đã bị hắn đánh qua một trận, hiện tại hắn đã thay đổi tướng mạo, đối phương sẽ không nhận ra hắn, nếu không, Ngưu Đằng Phi lúc này sẽ lộ ra vẻ mặt khó xử. Đạo Hữu vừa tới sao? Hắc Diễm Thánh Nhân hỏi. Ân, vừa mới đến, cửu sơn thánh nhân nói, liên thủ chứ, tốt, hắc diễm thánh nhân gật đầu, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, cửu sơn thánh nhân đã vận dụng đế binh, uy thế này chính là đế cấp không giả được. Ai nói đế binh của cửu sơn thánh nhân là giả dối? Ma vụ quỷ quái này đã làm một thánh nhân thất bại tan tác mà quay trở về, cho nên hắn tự nhiên mừng rỡ khi liên thủ với cửu sơn thánh nhân, có hai kiện đế binh tọa chấn, trên đời này có chuyện gì không giải quyết được. Hai vị thánh nhân nói với nhau, ban người Lăng Hàn cũng làm quen với đám người Ngưu Đằng Phi. Trừ Ngưu Đằng Phi ra, hai người khác đương nhiên cũng là người của Ngưu Ma Đế Tộc, theo thứ tự là Ngưu Chính Trí Chí và Ngưu Phi Nhứ, ba người Lăng Hàn đều báo ra tên giả. Ngưu Đằng Phi luôn dùng ánh mắt dò xét Lăng Hàn, bởi vì hắn có cảm giác Lăng Hàn như từng quen biết. Không thể không nói, trực giác của đế tử tương đối kinh người, nhưng trong thời gian ngắn hắn không liên tưởng tới Lăng Hàn, bởi vì cửu sơn thánh nhân đang ở bên cạnh, hắn có gì phải cố kỵ chứ? Hai vị thánh nhân đều vận dụng đế binh, chúng huyền phù trên đỉnh đầu và bảo khí rủ xuống che chở bọn họ vào trong. "Đạo hữu, đế binh của ngươi thật bất phàm, Hắc Diễm thánh nhân phải khen, hắn tự nhiên biết hàng, Hỗn Độn Cực Lôi Tháp đang thả hỗn độn khí bao phủ chung quanh, trên thân tháp lại có lôi đỉnh quấn quanh. Cả hai chỉ cần đến một cũng rất khủng bố, huống chi có đủ cả hai." Hắn đương nhiên đang nói nhảm, thế lực thánh cấp làm sao có thể nắm giữ đế binh. Cửu Sơn thánh nhân chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không có đáp lại hắn là thánh nhân hắn có thể thôi phát huy thế của mẫu kim cho nên chỉ cần không chiến đấu rất nhiều thánh nhân khó nhìn ra đầu mối tám người đi vào trong ma vụ cho dù là thánh nhân cũng không dám đi quá nhanh ma vụ này rất dày dù là đế binh tỏa sáng cũng chỉ xuyên thấu phạm vi mười trược xa hơn là sương mù lờ mờ không thấy rõ hoàn cảnh rất áp lực cũng ngơ âm u không gì sánh được tuyệt đối sẽ làm nội tâm mọi người cảm thấy nặng nề a à, hai vị thánh nhân đều thét lên kinh ngạc sau đó bước chân nhanh hơn. Sau khi đi vài chục trường đã nhìn thấy có một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Lăng hàn thầm than, thánh nhân chính là thánh nhân, thần thức và ánh mắt của hắn chỉ cực hạn trong phạm vi 10 trược, mà thánh nhân lại đột phá cực hạn này. Hắn cũng tập trung quan sát thi thể trên mặt đất, thật ra là thi thể hoàn chỉnh nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Trên thi thể có vô số bàn tay màu đen, bàn tay lớn nhỏ bình thường nhưng ngón tay rất dài, ít nhất gấp 3 lần bàn tay, việc này rất quỷ dị nhục thân vô hại nhưng thức hải phá diệt hắc diễm thánh nhân nói cửu sơn thánh nhân gật đầu đây là kết luận của hai thánh nhân cho nên càng không cần nghi ngờ nhưng không thể giải thích chính là bàn tay màu đen rốt cuộc nó là thứ gì xem ra người này đã chết thật lâu hơn nữa còn là sinh đan cảnh thi thể lâu như thế nhưng không bị thối giữa đây là việc rất cổ quái cửu sơn thánh nhân nhíu mày cho dù là thánh nhân chết thân thể cũng không thể vạn cổ bất hủ chỉ có đại đế thi mới có thể làm được Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, người chết mang theo gương mặt sợ hãi mãnh liệt, giống như trước khi chết đã trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ. Tiếp tục đi, bọn họ tạm thời bỏ qua thi thể và tiến lên, đi không bao xa, bọn họ lại phát hiện một cỗ thi thể, giống cái trước, trên thi thể đầy dấu bàn tay màu đen nhưng toàn thân không có vết thương, chỉ có thức hải vỡ vụn mà thôi. Như cũ, người này đã chết cực kỳ lâu, không phải dùng vạn năm mà tính, mà là dùng trăm triệu năm mà tính. Chương 4825, chuyện quỷ dị xuất hiện liên tiếp hướng về phía trước, liên tiếp thi thể, thi thể có nam có nữ, trẻ có già có, tu vi chênh lệch cũng rất lớn, có vừa mới trúc cơ, thậm chí còn có phàm nhân, mà mạnh nhất, thậm chí còn có giáo chủ cấp, nhưng ở nơi này đều là đồng dạng kiểu chết, không phân quý tiện. Đây cũng không phải là phát sinh chiến tranh, có khả năng, cái này ma vụ đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ khu vực, cho nên, những người này ở đây thời điểm chạy trốn nhau nhau trúng chiếu, ngã lăn tại đất hai vị thánh nhân ở phòng đoán năm đó phát sinh sự tình, cái này cũng có thể chính là chân tướng. Bọn họ lại đi một đoạn, đột nhiên nghe được thanh âm cổ quái. Có điểm giống âm thanh mài răng, lại giống tiếng cười quái dị, không có cách gì miêu tả chính xác. Người nào đang dở trò, lăn ra đây cho bản thánh. Hắc diễm thánh nhân hừ lạnh một tiếng, hắn xuất ra một quyền, oanh, sương mù sôi trào, không gian hai mươi trượng phía trước bị đánh nát. Thế nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác thường hai đại thánh nhân đều cau mày bọn họ có thể khẳng định chính mình nghe được tuyệt đối không phải ảo giác nhưng tồn tại gì có thể đùa giỡn trước mặt bọn họ chứ bọn họ tiếp tục đi tới chưa đi được bao lâu đã nghe thấy âm thanh lần này bọn họ có thể khẳng định đây là tiếng cười chỉ là không biết là quái vật gì mới có thể phát ra được tồn tại thần bí đang đùa giỡn bọn họ cho dù hai vị thánh nhân tìm kiếm như thế nào đối phương luôn luôn có thể phản ứng sớm căn bản không có cách gì phát hiện vị trí của đối phương cho nên rốt cuộc là nam hay nữ, thậm chí có phải là người hay không cũng không biết. Hai đại thánh nhân tăng nhanh tốc độ, bọn họ là tồn tại cỡ nào, đại năng thiên hạ mạnh nhất, làm sao có thể tiếp nhận làm nhục như vậy. Đối với thánh nhân mà nói, bọn họ chỉ có thể đi nhanh một chút nhưng đối với đám người lăng hàn mà nói lại cố hết sức. Thật nặng, trong tám người, nữ tử Nhiêu Phi Nhứ Duy nhất nói. Hoàn cảnh nơi này có trọng lực cực lớn, trước đó nàng còn có thể chống đỡ, nhưng hiện tại nhanh chóng lên đường, nàng đã không chịu nổi, trên thực tế đám người lăng hàn cũng giống như thế bởi vì bọn họ là nam nhân nên không nói gì nghe nàng nói như thế mấy người đều nhìn sang nghiêu phi nhứ vừa nhìn sang tất cả mọi người cảm giác lông tơ dựng đứng trên lưng nghiêu phi nhứ xuất hiện một đám bóng đen thấy mọi người nhìn lại bóng đen cũng ngẩng đầu và cười với mọi người nó phát âm thanh như mài răng nụ cười này quá khiếp người bởi vì nó chính là một đám bóng đen không có ngũ quan nhưng khi cười một tiếng đã há miệng ra Hai hàng răng đều có hình tam giác, phía sau miệng lại trống rỗng. Lăng hàn chú ý tới, bóng đen này có ngón tay đặc biệt dài gấp ba lần bàn tay. T, gia hỏa này chính là hung thủ sát hại rất nhiều người trước đó. Không đúng không đúng, hai đại thánh nhân đều nói, những người này chết tối thiểu vài trăm triệu năm. Nếu như bóng đen này là hung thủ, nó còn lợi hại hơn cả đại đế, thậm chí còn sống dài hơn cả đại đế. Giống như đa gia Phật sống thêm đời thứ hai hay nó tự chấn áp bản thân gần nhất mới vừa vặn xuất thế cũng chính bóng đen này xuất thế mới có thể làm tinh cầu này không còn ẩn giấu và hiện ra trong không gian hư yêu ma quỷ quái cũng dám quát tháo hắc diễm thánh nhân khẽ quát một tiếng hắn vươn tay nắm một cái chi bóng đen kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết nó không có lực lượng thánh cấp bị thánh nhân tấn công thì tan xương nát thịt biến thành một đám xương mù màu đen và dung nhập vào ma vụ chung quanh bóng đen này là một phần của ma vụ sao Tất cả mọi người run sợ, việc này quá quỷ dị, rõ ràng có đế binh thủ hộ, rõ ràng có hai vị thánh nhân tỏa chấn, nhưng bóng đen lại có thể thần không biết quỷ không hay nằm trên thân của Ngưu Phi Nhứ. Chờ chút, tất cả mọi người dùng mình một cái, tất cả đều nhìn nhau, lần nữa bọn họ hít khí lạnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì trên người bọn họ đều có một bóng đen đang nằm sấp. Chúng nằm lên khi nào, tại sao bọn họ không có phản ứng? Hai vị thánh nhân đều xuất thủ xử lý bóng đen trên người. Mặc dù mọi người đều không có bị thương gì, nhưng trên cổ lưu lại dấu bàn tay màu đen, bàn tay rất bình thường nhưng ngón tay lại dài dọa người, từ đó làm người ta dùng mình. Thứ này thực lực không mạnh, cửu sơn thánh nhân nói, không sai, có khả năng cũng chỉ là chân ngã cảnh, nhưng quỷ dị chính là, dường như hoàn toàn không có tồn tại cảm, có thể giấu giếm thần giác của chúng ta. hắc diễm thánh nhân nói, đứng nói là chân ngã cảnh hay tôn giả, thậm chí thánh cấp thì sao, chúng đột nhiên xuất hiện như thế, chỉ sợ thánh nhân cũng phải xui xẻo. Khó trách ban đầu thanh mục thánh nhân tiến vào chỉ có thể chật vật trốn ra ngoài, bọn họ có đế binh thủ hộ đều như thế, thanh mục thánh nhân tự nhiên thảm hại hơn. Hừ, thánh nhân không phát huy, thật sự cho rằng chúng ta là con mèo bệnh sao. hắc diễm thánh nhân lạnh lùng nói, oanh, hắn phóng thích ra khí tức thánh nhân đặc thù, khí tức như biển cả bao phủ bốn phía. Bị khí tức của hắn trùng kích, ma vụ lập tức bị bước lui. Trước đó thánh nhân không nghĩ lãng phí sức lực, nhưng bây giờ thật sự quyết tâm, uy năng thánh cấp phát động cũng không tầm thường. Nhưng mà dù thánh nhân phát huy cũng chỉ ép ma vụ lui lại trăm mét, cũng không thể làm gì hơn. Hí, bên ngoài trăm trượng, từng đám sương mù màu đen ngưng tụ và hóa thành từng người hình, nhưng cũng chỉ là hình người mà thôi, không nhìn thấy ngũ quan, ngón tay rất dài, cũng không có tỷ lệ như người thường. Những bóng đen này nhìn chằm chằm vào đám người lăng hàn, có há miệng ra, răng hình tam giác sắc bén không gì sánh được chết, hắc diễm thánh nhân giết tới, hắn xuất ra một trường, lực lượng thánh cấp sôi trào. Bang, một trường đánh đám bóng đen dung nhập vào trong ma vụ. Cảnh tượng làm cho mọi người kinh hãi xuất hiện, một đám bóng đen xuất hiện sau lưng hắc diễm thánh nhân, sau đó duỗi năm ngón tay thon dài bắt lấy cổ của hắc diễm thánh nhân. Thế nhưng mà, hắc diễm thánh nhân giống như chưa từng phát hiện, mạnh như thánh nhân cũng không có ý thức được sau lưng xuất hiện một đám bóng đen. Việc này làm tất cả mọi người sợ hãi, việc này quá kinh người, làm sao có thể làm thánh nhân không kịp phản ứng chứ? Đạo hữu, Cửu Sơn thánh nhân vội vàng quát một tiếng, chú ý sau lưng, Hắc Diễm thánh nhân cũng không quay đầu, hắn trực tiếp xuất một trường ra sau lưng, quy tắc hóa thành thần phong vô thượng, nó có thể đánh nát cả Nhật Nguyệt. Quả nhiên, bóng đen kia bị xử lý dễ dàng, cũng không thể địch lại. Nhưng từ việc này, hai đại thánh nhân cũng cau mày. Bóng đen này có một loại năng lực đặc thù, có thể ngăn cách thần thức cảm ứng, chỉ có thể dùng thị lực quan sát, bởi vậy nó lặng lẽ xuất hiện sau lưng cũng làm thánh nhân khó lòng phòng bị. Còn muốn xâm nhập sao? Hai đại thánh nhân đều do dự, khu vực ma vụ quá lớn, mà thần thức và thị lực của bọn họ chỉ bao phủ khu vực có hạn, muốn tìm thánh dược tại nơi lớn như thế chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hơn nữa, bóng đen trong ma vụ khó lòng phòng bị, có người nào bảo đảm vĩnh viễn không phạm sai lầm? Chương 4826, luận bàn, nhưng thánh nhân cũng có ngạo khí, bảo bọn họ lui ra ngoài. Hai vị thánh nhân đều quyết định bọn họ muốn tiến lên phía trước muốn xem nơi này có bí mật gì bọn họ tiếp tục đi tới mọi người đều chú ý sau lưng lẫn nhau bóng đen nơi này thật sự quá quỷ dị thần ý của thánh nhân cũng không thể phát giác chỉ có thể dùng mắt nhìn bọn họ tiến lên từng bước bóng đen quỷ dị không ngừng xuất hiện sau lưng bọn họ đám người lăng hàn chiếu ứng lẫn nhau vừa phát hiện bóng đen xuất hiện bọn họ đã tiến hành oanh kích những bóng đen này xuất quỷ nhập thần nhưng thực lực lại không mạnh chỉ là cấp bậc chân ngã, rất dễ dàng oanh nát. Nhưng mà, khi bọn họ không ngừng xâm nhập, tình hình có phần không đúng. Xuất hiện bóng đen càng ngày càng mạnh, chúng nhanh chóng đạt tới cấp bậc hóa linh cảnh, cho dù như thế, Lăng Hàn đủ tiêu diệt tất cả, về sau xuất hiện cấp giáo chủ, cho dù là đám tiểu bối cũng không thể đối kháng. Hai vị thánh nhân chỉ có thể ra tay giúp đỡ hóa giải, đây là chút lòng thành, ở trước mặt thánh nhân, giáo chủ chẳng khác gì sâu kiến. Nhưng sau đó, bóng đen cấp tôn giả xuất hiện. Hai vị thánh nhân đã dừng bước, không thể tiếp tục tiến lên, nếu không, khó có thể đảm bảo sẽ có bóng đen thánh cấp xuất hiện, đến lúc đó bọn họ muốn tiến lên cũng khó khăn. Đế binh, đế binh rất trâu bò, có thể quét ngang tất cả, nhưng vấn đề là thánh nhân không thể liên tục duy trì đế binh thức tỉnh, đến lúc đó tính an toàn sẽ thành vấn đề lớn. Bọn họ đành phải đi trở về, trước tiến mang theo đám tiểu bối Lăng Hàn rời khỏi khu vực ma vụ, sau đó hai vị thánh nhân sẽ tiến vào trong ma vụ, không còn nỗi lo về sau bọn họ có thể bằng vào đế binh xông vào nơi sâu trong ma vụ tìm kiếm bí mật dõi mắt nhìn hai thánh nhân tiến vào khu vực ma vụ đám người lăng hàn ngồi xuống hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi nhàn rỗi nhàm chán tự nhiên tránh không được nói chuyện phiếm mà võ giả khó tránh khỏi sẽ nói đến thực lực cũng không phục ai tự nhiên sẽ sinh ra hỏa khí ha ha cửu dương thánh địa xuất hiện cửu sơn thánh nhân nếu không cũng không bằng thế lực tam lưu như đằng phi nói hắn bắt đầu công kích việc này càng làm tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu khó chịu từng người đều lườm hắn thế nào các ngươi còn không phục như phi nhứ khinh thường nói đến ta đọ sức với các ngươi ai có thể tiếp một trăm chiêu của ta thì tính là các ngươi thắng gia hỏa này rất phách lối tiểu thanh long cười lạnh long gia từ trước đến nay không thích đánh nữ nhân nhưng mà lớn lên xấu như vậy miệng lại hôi thối hắc hắc xem ra long gia sẽ phá lệ một lần lớn mật như phi nhứ cười lạnh một tiếng nàng lập tức xuất thủ tấn công tiểu thanh long. Kỳ thật nàng chỉ hơn 700 tuổi, tu đến hóa linh cảnh, thiên phú như vậy cho dù đặt ở nơi nào cũng là thiên tài, chiến lực cũng rất mạnh, có thể gọi là cường đại trong cảnh giới hóa linh cảnh. Nhưng mà tiểu thanh long chính là hậu đại của chân long, huyết mạch thuần khiết, hoàn toàn có thể so sánh thậm chí vượt qua thế hệ hoàng kim, như phi nhứ làm sao so với nó. Nhưng gia hỏa này quá xấu tính, rõ ràng thực lực chiếm thượng phong nhưng căn bản không có dùng toàn lực, chỉ giữ vững chiến lực sánh ngang như phi nhứ, thậm chí càng yếu đi một chút. Kể từ đó, Ngưu Phi Như cảm thấy có thể đánh bại Tiểu Thanh Long trong trăm chiêu, nhưng sau khi liên tục tấn công lại chậm chạp không có khả năng đánh thắng. Rất nhanh, trăm chiêu đã qua. Hắc hắc, Long ra không có bại nha. Tiểu Thanh Long giang tay ra, vẻ mặt rất tiện. Lăng Hàn thở dài, Tiểu Thanh Long trước kia chỉ có miệng tiện, bây giờ làm ra vẻ mặt như thế, hiển nhiên chịu đại hắc cầu ảnh hưởng quá sâu. Ngưu Phi Như bị chế diễu giận sôi người, nàng cũng không còn khoác lác như trước, hai tay đánh tới, cũng dùng toàn lực tấn công tiểu thanh long. a à, không trúng, nha, kém một chút, này, lại không có đánh trúng. Tiểu thanh long nhảy trái tránh phải và né tránh toàn bộ công kích của Ngưu Phi Như, nhưng người né tránh thì né tránh đi, nó vừa tránh vừa nói, từ đó Ngưu Phi Nhứ càng tức giận hơn. Phi Nhứ, lui ra, người không phải là đối thủ của hắn. Ngưu Đằng Phi trầm giọng nói, nhưng hắn là thế hệ bạch ngân, nhãn lực tự nhiên cao minh. Trước đó Ngưu Phi Như không dùng toàn lực, Tiểu Thanh Long chỉ hơi lâm vào hạ Phong. Hiện tại Nghiêu Phi Như toàn lực ra tay, Tiểu Thanh Long vẫn có thể đánh ngang tay. Hiển nhiên ra hỏa này ẩn giấu rất nhiều thực lực. Đế tử, Nghiêu Phi Như không phục, cảm thấy chỉ cần đánh chúng thì nàng có thể đánh ra hỏa này thành cặn bã. Chính trí, chí, người lên. Nghiêu Đằng Phi nói với Nghiêu Chính Chí. Mặc dù cùng là Hóa Linh Cảnh, nhưng thực lực Nghiêu Chính Chí còn cao hơn một đoạn. Được, Nghiêu Chính Chí gật đầu. Nghiêu Phi Như bất đắc dĩ, nàng phải lui xuống, nhường Nghiêu Chính Chí đi lên. Nhưng mà, nghiêu chính trí chí thì như thế nào, ở trước mặt tiểu thanh long, hắn không chịu nổi một kích, nhưng mười chiêu qua đi, hắn bị đánh nằm xuống. Tiểu thanh long dương dương đắc ý, long ra không đánh nữ nhân, nhưng nam nhân mà, hắc hắc, quên đi. Nghiêu phi như trợn mắt hốc mồm, thì ra thực lực tiểu thanh long mạnh như thế, không ngờ nàng còn tưởng rằng mình có thể đánh thắng. Nhưng mà, người cũng quá tiện đi, rõ ràng thực lực mạnh như vậy. Nghiêu đằng phi hít sâu một hơi, trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, dương thánh địa đã xảy ra chuyện gì, trừ lăng hàn ra, hiện tại lại xuất hiện ra hỏa yêu nghiệt như thế. Kẻ này không phải là lăng hàn, bởi vì lăng hàn rất ghê tởm nhưng tuyệt đối không có đề tiện như vậy. Thì ra là giả heo ăn thịt hổ, hắn cất bước đi tới, nói, vậy thì do bản đế tử tới làm đối thủ của ngươi. Tiểu thanh long ngoác ngoác ngón tay, nhường ngươi một tay, nếu như có thể chống đỡ trăm chiêu thì tính là ngươi thắng. Khốn kiếp, đây không phải là lời như phi nhứ vừa nói sao. Ngưu Đằng Phi tức giận không nhỏ, nhưng hắn là thế hệ Bạch Ngân, hiện tại lại bị người ta xem thường, truyền đi sẽ có rất nhiều người chê cười. Ngươi thật phách lối, hắn nói, có thực lực, đây gọi là tự tin. Tiểu Thanh Long kiêu ngạo nói, tốt, vậy ta sẽ đánh vỡ tự tin của ngươi. Ngưu Đằng Phi hừ một tiếng, hắn tấn công Tiểu Thanh Long. Đế tử xuất thủ nên không tầm thường, đạo tắc như thiên kiếm chém về phía Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long không sợ, mặc dù cùng là hóa linh cảnh, nhưng nó còn mạnh hơn Ngưu Đằng Phi một hai tiểu cảnh giới. Cảnh giới giống nhau, Ngưu Đằng Phi không phải là đối thủ của nó, huống chi cảnh giới còn rất lại phía sau. Quả nhiên tiểu thanh long chỉ dùng một tay nhưng lực lượng quá kinh khủng, đạo tắc đan vào nhau, từ đó chế trụ Ngưu Đằng Phi. Việc này càng làm Ngưu Phi như run rẩy, nàng mới biết được chính mình thua không oan chút nào, thực lực của tiểu thanh long có thể nghiền ép nàng. Ngưu Đằng Phi tận lực chống cự nhưng lại thừa nhận áp lực như núi, ngăn cản mỗi một chiêu đều vô cùng khó khăn nhưng mà chăm chiêu qua đi, rốt cuộc hắn cũng cản lại được. Chương 4827, thân phận lộ ra ánh sáng. Hô, Tiểu Thanh Long dừng tay, nó cố ý lau chán, đánh giá thấp ngươi nha, không ngờ có thể ngăn cản chăm chiếu của Long gia. Chính mình thắng, Ngưu Đẳng Phi không cảm giác vui sướng chút nào, chỉ có cảm giác nhục nhã. Đường đường thế hệ Bạch Ngân, trong tình huống một đấu một nhưng hắn khó khăn lắm mới có thể ngăn cản chăm chiêu, hơn nữa còn trong tình huống đối phương dùng một tay việc này chính là sỉ nhục a à, nghiêu huynh lúc này một giọng nói vang lên cũng làm tất cả mọi người quay đầu nhìn sang phía bên trái có đám người bay tới người nói chuyện có thân thể như ngọc dáng vẻ đường đường trên người siòn có hai tia sáng một vàng một bạc chúng diễn hóa thành các loại huyền diệu nghiêu đằng phi nhìn thoáng qua gật gật đầu liên huynh người trẻ tuổi vừa xuất hiện là ế hệ bạch ngân của thiên bi đế tộc tên là liên tương kiệt nghiêu đằng phi sốc lên tinh thần vừa rồi hắn suýt không địch lại tiểu thanh long hắn không muốn chuyện xấu bị người khác bi tết hắn vội vàng nói tại sao liên huynh lại tới đây a à, thánh nhân gia tộc đang thăm dò trong ma vụ cho nên chúng ta nhàn rỗi không việc gì làm cho nên chúng ta đi dạo chung quanh không nghĩ tới lại gặp được như huynh liên tương kiệt nói sau đó nhìn sang ba người lăng hàn nói ba vị này là a à, cửu dương thánh địa như đằng phi thuận miệng nói liên tương kiệt lộ ra vẻ mặt khinh thường thánh địa ha ha thánh địa lúc nào có thể ngồi ngang hàng với đế tộc rồi. Như huynh, người thật rãnh rỗi, lại có thể trò chuyện với mấy tên cặn bã thánh địa. Hắn nói chuyện không khách khí chút nào. uy uy uy, cặn bã người đang nói ai? Đại hắc cầu lập tức chế diễu lại, ánh mắt liên tương kiệt mang theo uy nghiêm đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào đại hắc cầu. Nếu không phải nể mặt như huynh, chỉ bằng câu này của ngươi, bản đế tử đã chém ngươi. Lăng hàn hừ một tiếng, a, à, ngươi làm thử cho ta xem, ngươi cho rằng ta không dám. Liên Tương Kiệt cao ngạo nói, sáu người khác của Liên Gia đều cười lạnh, bọn họ chính là đế tử, hơn nữa còn là thế hệ Bạch Ngân, trên đời này có thể đánh thắng bọn họ trong cùng cảnh giới, như vậy chỉ có thế hệ Hoàng Kim. Hiển nhiên, Lăng Hàn cũng không phải thế hệ Hoàng Kim. Tiểu tử, người lập tức quỳ xuống bồi tội với đế tử của chúng ta. Muốn sống, tốt nhất nhận rõ ràng thân phận của mình. Đế tộc cao cao tại thượng là con cưng của thiên địa. Bọn họ lên tiếng vẻ mặt đầy cao ngạo. Ba người như ra ngậm miệng không nói, không có đổ dầu vào lửa nhưng không có ý khuyên can, dáng vẻ không quan tâm tới. Bọn họ ăn thua thiệt, tự nhiên cũng không để ý đám người liên gia cũng ăn thua thiệt, khi đó không ai có thể cười ai. Quỳ xuống, liên tương kiệt quát một tiếng, ông, một ngọn núi nhỏ trống rỗng xuất hiện và chấn áp lăng hàn, muốn hắn không chiến mà hàng. Đây chính là ngọn núi do linh hồn hình thành niệm lực, chỉ cần ý chí của ngươi tan giã, mặc ngươi thực lực mạnh hơn thì như thế nào. Lăng hàn đứng đó, nhỏ núi niệm lực cứ lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn nhưng lại không thể ép xuống. Việc này làm những người liên ra líu lưỡi, tê, tiểu tử này quá mạnh, lại có thể ngăn cản uy áp linh hồn của đế tử. Liên tương kiệt cũng kinh ngạc, mặc dù đây chỉ là niệm lực áp bách, nhưng hắn thân là đế tử, niệm lực của hắn mạnh đến mức kinh người, đối mặt với người không phải đế tử, bình thường cứ dùng linh hồn sung kích là có thể giải quyết đối thủ. Hiện tại, đối thủ này lại có thể chống đỡ, đây mới là điểm làm hắn kinh hãi. Không nghĩ tới, thánh địa trong còn xuất hiện một nhân tài hắn từ tốn nói hắn cũng có mấy phần tán thành lăng hàn nhưng mà bản đế tử đã xuất thủ người có thể ngăn cản mấy chiêu lăng hàn cười nói như vậy đi ta nhường ngươi một tay người có thể cản ba chiêu của ta thì tính là ngươi thắng Phốc, nghe nói như thế người đầu tiên phun nước bọt không phải mấy người liên gia mà là ba người nghiêu đằng phi uy 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 các ngươi từng nghe qua việc khoa trương như vậy chưa vừa rồi tiểu thanh long nói nhường một tay còn lưu lại 100 chiêu, người chỉ nói ba chiêu. Thật ngông cuồng, bảy người liên ra rất tức giận, nhất là liên tương kiệt, đường đường thế hệ bạch ngân lại bị người ta xem thường như thế, hắn có tức chết hay không? Tốt, hắn nhìn chầm chầm vào lăng hàn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nói. Nếu ngươi không thể ngăn cản ba chiêu của ta, ngươi chờ chết đi. Hắn xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Ba, một âm thanh bị tát vang lên, Lăng Hàn tùy ý vung tay tát vào mặt của Liên Tương Kiệt. Thanh Thúy, vang dội, trời lần này người của liên như hai đế tộc run rẩy toàn thân sinh ra hàn ý cái gì ba chiêu chỉ một chiêu mà thôi đường đường thế hệ bạch ngân bị người ta tát một cái nhưng không cản nổi liên tương kiệt một tay che mặt hai mắt nhìn chằm chằm vào lăng hàn một lát sau hắn mới cắn răng nói lăng hàn trừ lăng hàn thiên hạ không còn người thứ hai có thể yêu nghiệt như thế nhất là ba người này đều đến từ cửu dương thánh địa nếu hắn còn không nghĩ ra thì hắn cũng quá ngu xuẩn tiểu hàn tử ngươi sắm vai nhân vật bị khám phá nhanh như vậy sao tiểu thanh long lập tức chế nhạo ngươi xem long ra đi đều là đánh thế hệ bạch ngân nhưng không có bị khám phá thân phận lang hàn cũng thở dài hắn là thật không có kiên nhẫn nếu hắn kéo mấy trăm chiêu như tiểu thanh long mới bại địch khi đó thân phận sẽ không lộ ra ngoài nhưng mà cũng không sao cửu sơn thánh nhân đang ở nơi này hơn nữa tay cầm đế binh ai dám làm loạn tâm niệm hắn khẽ động hắn biến thành dung mạo thật sự quả nhiên là ngươi Liên tương kiệt nghiến răng nghiến lợi, hận ý sung thiên. Lăng Hàn đại thế đã thành, ai cũng biết thế hệ Bạch Ngân đã không phải là đối thủ của hắn, thậm chí thế hệ Hoàng Kim cũng bị hắn đánh bại một người, bị ép sớm đột phá giáo chủ. Cho nên, thế hệ Bạch Ngân bại bởi Lăng Hàn cũng không mất mặt, nhưng vấn đề là, hắn còn bị Lăng Hàn quạt một bạt tay, mang theo nhục nhã như thế, sau này hắn làm sao gặp người. Tiểu Kiệt Kiệt, ngươi nên cảm thấy quang vinh, đại hắc cầu nghiêm túc nói, về sau ngươi có thể nói với người khác, ta đã dùng mặt đón đỡ một trưởng của lăng hàn đại đế mà không chết. Đúng đúng đúng, việc này có thể giúp ngươi lưu danh vạn cổ. Tiểu Thanh Long lập tức gật đầu, hai gia hỏa này có cái miệng đê tiện không gì sánh bằng, mở miệng có thể làm người ta nổi điên. Liên Tương Kiệt tức giận toàn thân run rẩy, bỗng nhiên hắn tế ra một cái trống màu xanh. Đại Hắc cầu cười nói, Tiểu Kiệt Kiệt, không cần cao điệu như vậy, dù sao Tiểu Hàn Tử bây giờ còn chưa có trở thành đại đế, người bây giờ muốn gõ trống khua chiêng nói mình dùng khuôn mặt đón đỡ một trưởng của lăng hàn đại đế vẫn còn sớm chút bang liên tương kiệt lại gõ chiêng trống lập tức sóng âm bộc phát tầng tầng rất nhanh gợn sóng hóa thành đao kiếm và tỏa ra thần quang tấn công đám người lăng hàn lăng hàn kinh ngạc công kích này đã đạt tới chuẩn giáo chủ xem ra bộ chiêng trống này là pháp khí cấp giáo chủ bị liên tương kiệt thôi phát mới có thể đánh ra uy năng chuẩn giáo chủ lăng hàn tâm niệm vừa động hắn vận dụng cây trượng của mình Ai sợ ai, chương 4828, chiến lợi phẩm. Cây trượng này vẫn gọi là hỏa điều trượng. Hỏa điều trượng chính là pháp khí thánh cấp, dù giới hạn bởi cảnh giới của Lăng Hàn cho nên không thể phát huy uy lực vốn có, nhưng không khó khăn khi đối kháng uy năng chuẩn giáo chủ. Lăng Hàn vung trượng, hẳn cảm giác lực lượng trong cơ thể bị hấp thu rất lớn, sau đó hỏa điều trượng bị thúc dục và bắn ra tia sáng màu lam bắn về phía liên tương kiệt. Bang, ánh sáng màu lam va chạm với đao kiếm, tất cả đều bị hủy diệt đối kháng một kích này, hai người ngang tay, không có biện pháp, đều là uy lực chuẩn giáo chủ, tự nhiên không ai thua ai. Liên tương kiệt sướng sờ, không nghĩ tới trên người lăng hàn cũng có một kiện pháp khí cấp giáo chủ. Phải biết, pháp khí này là thứ sau khi liên ngọc đường bị giam trong Sào huyệt chân hoàng, hắn mới được gia tộc ban cho, bởi vì, có khả năng sau này hy án sẽ nâng đại kỳ của thiên bi đế tộc, tự nhiên bắt đầu vũ trang cho hắn. Nhưng Lăng Hàn dựa vào cái gì? Chỉ là thế lực thánh cấp, Tại Saeol lại có nội tình thâm hậu như thế. Đến, Lăng Hàn thúc dục hỏa điều trượng tấn công Liên Tương Kiệt. Một tia sáng màu lam bay giới, cùng lúc đó, hắn cũng nâng trượng tấn công Liên Tương Kiệt. Bang, 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 hai người kịch chiến, một mặt là pháp khí va chạm với nhau, một phương diện khác là thực lực bản thân va chạm với nhau, cái trước, Liên Tương Kiệt cũng không yếu, nhưng nói đến cái sau, hắn có thúc ngựa cũng không cách nào so sánh với Lăng Hàn. Chỉ qua mấy chiêu, Liên Tương Kiệt trốn tránh Lăng Hàn hắn không dám liều mạng, chỉ có thể thúc giục pháp khí oanh kích. Hắn cảm thấy ủy khuất không gì sánh bằng, cùng phát động pháp khí, tại sao hắn lâm vào hạ phong. Hơn nữa, hóa linh cảnh đi khu động pháp khí cấp giáo chủ, tiêu hao bí lực rất kinh người, cho dù hắn là thế hệ bạch ngân, hắn tu hành cảnh giới rất hoàn mỹ, còn nhiều lần phá vỡ cực hạn nhưng trung quy vẫn có giới hạn cao nhất. Tiếp tục như vậy, nhiều lắm là nửa giờ, bí lực của hắn sẽ hao hết. So sức chịu đựng với lăng hàn so, ha ha, trước đó không đã từng nếm thử qua sao gia hỏa này dự trữ bí lực quá biến thái căn bản không có khả năng hao tổn vượt qua lăng hàn hắn muốn ngưng chiến hắn tuyệt đối chỉ ăn thua thiệt mà không chiếm được tiện nghi còn đánh tiếp nhưng lăng hàn sẽ đồng ý với suy nghĩ của hắn hay sao a à, người muốn đánh thì đánh không muốn đánh thì phủi mông rời đi nghĩ hay lắm lăng hàn cường thế tiến công làm cho liên tương kiệt chỉ có thể dùng toàn lực đối kháng hơn nữa còn không ngừng đông tránh tây nhường trong nội tâm ủy khuất không gì sánh bằng sau nửa giờ, bí lực của Liên Tương Kiệt đã hao hết sạch sẽ, hắn không có lực lượng kích phát pháp khí, bị Lăng Hàn tát nằm trên mặt đất, hắn vừa định trèo lên, nhưng có một cái chân dẫm vào đầu của hắn, hắn không cách nào ngẩng đầu lên được. Phốc, Liên Tương Kiệt phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Đường đường thế hệ Bạch Ngân lại bị người ta dẫm lên đầu, hắn còn có thể vãn hồi mặt mũi hay sao? Hắn dùng mặt mũi nào gặp người, Ngưu đằng phi âm thầm sinh ra tâm tình may mắn, may mắn hắn không có khiêu khích lăng hàn, nếu không bây giờ người bị dẫm trên mặt đất cũng có một phần của hắn đám người liên gia nghẹn ngào đế tử của bọn họ bại hơn nữa trong tình huống đã vận dụng đại sát khí lăng hàn cưỡng ép cướp đoạt chiêng trống nằm trên mặt đất sau đó hắn nói với đại hắc cẩu cầm đi chơi được đại hắc cẩu sẽ không khách khí hắn thu cái chiêng trống của đối phương đi lăng hàn người thật to gan dám lấy đồ vật của đế tộc có một tên liên gia vội vàng kêu lên ta đánh thắng đây chính là chiến lợi phẩm của ta Lăng Hàn cười một tiếng, liên gia các người còn ai có thể đánh bại ta, cứ tới lấy pháp khí quay về. Hắn vừa nói ra lời này, người liên gia đều im lặng. Trong võ đạo giới phổ biến việc phe thua lưu lại bảo bối hoặc là công pháp, một số năm sau, phương thua hoặc hậu nhân của phương thua tới khiêu chiến, thắng thì có thể thu hồi đồ vật. Nhưng liên gia chính là đế tộc, người dám giữ đồ của đế tộc hay sao? Suy nghĩ một lúc, Lăng Hàn là ai? Sát thủ đế tử nổi danh hiện tại hai chữ sát thủ đã đánh ra danh tiếng rất lớn, có khá nhiều đế tử đã chết trong tay của hắn, giữ một kiện pháp khí thì tính là gì. Lăng Hàn vừa định nói chuyện, bỗng nhiên hắn sinh ra hàn ý mãnh liệt, hắn xuất thủ lấy lấy đại hắc cầu cùng tiểu thanh long, phát động tinh bộ, chỉ trong nháy mắt hắn đã biến mất. Xoát, một đạo kiếm quang chém vào vị trí Lăng Hàn biến mất. Nếu như Lăng Hàn phản ứng chậm thêm một chút, hắn chắc chắn đã bị kiếm này chém chúng, nếu chúng một kiếm này, hắn phải chết không nghi ngờ bởi vì đó giáo chủ xuất thủ, sát thủ chiến thần cung, sát thủ kia cũng đủ ẩn nhẫn, rõ ràng là giáo chủ nhưng hắn vẫn không bộc phát, hắn đi tới vị trí tốt nhất mới xuất thủ, hắn muốn một kích mất mạng. Nhưng hắn không ngờ linh giác của Lăng Hàn mạnh như vậy. Một là, Lăng Hàn có thể dùng địa mạch làm tai mắt, từ đó có thể tăng năng lực nhận biết lên rất mạnh. Thứ hai, hắn cũng nắm giữ quỷ ảnh bộ của chiến thần cung, muốn dùng thứ này tiếp cận và giết hắn, người đang nói đùa sao. Sự việc diễn ra quá đột ngột, thẳng đến khi một kiếm kia chém qua, người hai nhà liên, như mới phản ứng, người nào cũng cảm thấy đáng tiếc. Suýt chút nữa đã giết Lăng Hàn, muốn nói trên đời này có thế lực nào không sợ thánh nhân mang theo đế bình uy hiếp, đó nhất định là chiến thần cung, bởi vì bọn họ suốt quỷ nhập thần, căn bản không dùng thân phận thật sự hành tẩu thiên hạ, cho nên chiến thần cung hoàn toàn không cần đặt cửu sơn thánh nhân vào trong lòng, cho dù giết Lăng Hàn cũng không có việc gì. Nhưng tại sao ngươi vô dụng như vậy? lần thứ nhất xuất thủ lúc Lăng Hàn có tu vi gì? Hiện tại thế nào, các người thật sự ám sát Lăng Hàn hay làm kẻ bồi luyện của hắn? Sát thủ giáo chủ một kích không được, hắn lập tức trốn vào trong bóng tối, đây là thói quen của sát thủ chiến thần cung, xuất thủ một kích, mà kệ chúng hoặc không chúng, bọn họ sẽ lập tức rời đi. Sát thủ vừa đi, mọi người thở ra một hơi, dù sao đây chính là sát thủ cấp giáo chủ, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Người có thể trông cậy vào cùng một sát thủ giảng đạo lý sao? Ở bên kia của ma vụ tinh, ba người lang hàn xuất hiện. Ngoá, chiến thần cung bám dai như đĩa. Đại hắc cẩu nhe răng. Vừa rồi tiểu hàn tử phản ứng chậm hơn một chút, hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Có long ra ở đây, các tinh chiếu sáng, vạn sự đều có thể gặp giữ hóa lành. Tiểu thanh long không biết xấu hổ đoạt không. Lang hàn trầm ngâm, không thể luôn bị động như vậy. Phải nghĩ ra biện pháp tìm vị trí của chiến thần cung, ta muốn bọn chúng nếm thử tư vị bị cả thiên hạ truy sát. Đáng tiếc, tổ chức này giữ bí mật quá tốt. Đại Hắc Cầu lắc đầu, từ xưa đến nay, thế lực muốn diệt chiến thần cung không ít, có kẻ nào thành công. Lăng Hàn vẫn còn có chút tự tin, dù sao hắn đã từng ở trong chiến thần cung, cùng lắm sau này hắn sẽ tra khắp các tinh đồ, hắn không tin không tìm ra được. Oanh, lúc này đột nhiên khu vực ma vụ có động tĩnh lớn, từng phiến ma vụ sôi trào, mặt đất chấn động. Trường 4829, người ma vụ tới. Ma vụ sôi trào, qua một lúc đã sóng yên biển lặng rất nhanh cửu sơn thánh nhân bắt liên lạc với đám người lăng hàn bốn người gặp nhau lão gia tử lúc ba người nhìn thấy cửu sơn thánh nhân đều giật mình bởi vì cửu sơn thánh nhân đi ra ngoài nhưng trên da có mấy dấu bàn tay màu đen quần áo rách tung tóe hắn rất chật vật không sao cửu sơn thánh nhân khoát tay áo nói đánh mấy trận với người trong ma vụ cũng không có bị thương lão gia tử nói sau khi đi tới trung tâm của ma vụ chỗ đó lại có một ngọn núi màu bạc nhưng không thể lên núi bởi vì nơi đó có lượng lớn bóng đen đều có chiến lược thánh nhân một cái hai bóng đen không quan trọng nhưng nếu dùng ngàn vạn mà tính bọn họ làm sao gánh vác các thánh nhân tạo thành đội ngũ nhưng bên trong ma vụ ngay cả đế binh cũng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn không có biện pháp thi triển hết uy lực mà những bóng đen kia lại không chết sau khi bị đánh tan sẽ dung nhập vào trong ma vụ làm sao tiêu diệt thế là thánh nhân chỉ có thể từ bỏ kế hoạch cướp đoạt thánh dược tất cả đều lui ra khỏi khu vực ma vụ tại sao cảnh này lại quen mắt như thế đúng vậy nó giống hệt âm hà và biển máu bên trong có lượng lớn thánh nhân thi hoặc chiến lược thánh cấp dù giết thế nào cũng không chết t trong ma vụ có tồn tại chuẩn đế sao đối phương đang ở trong núi màu bạc kia bởi vì suy nghĩ như thế các thánh nhân mới có thể không chút do dự rời khỏi nếu dẫn một vị chuẩn đế xuất hiện có lẽ bọn họ cũng biến thành thánh nhân thi vĩnh viễn ở lại bên trong nhưng các đế tộc đều ăn thua thiệt qua vạn nhất nơi này thật có một vị chuẩn đế hơn nữa là đồng đạo của âm hà và biển máu thì sao nếu bỏ mặc không quan tâm ngày sau tất thành họa lớn cho nên có người đề nghị đi tìm đa gia phật nhờ vị này làm chủ lực lại phối hợp với các thánh nhân cùng đế binh tiêu diệt nơi đây cũng không thành vấn đề nhưng đi đâu tìm đa gia phật sau chiến dịch sơn hải thiên đa gia phật không biết tung tích hơn nữa đường đường chuẩn đế nếu hắn không muốn bị người ta tìm được có ai tìm được hành tung của hắn cũng có người đề nghị nếu không tìm được đa gia phật vậy thì bố trí sát trận cấp đại đế tại nơi này kể từ đó cho dù ngươi là chuẩn đế thì như thế nào chẳng lẽ có thể đối kháng đại đế sát trận sao đương nhiên muốn bố trí đại trận như thế chẳng những tốn thời gian cực kỳ lâu hơn nữa còn cần thiên tài địa bảo kinh người nhất định cần từng đế tộc đồng tâm hiệp lực cùng nhau thừa nhận nếu không mặc cho một nhà đế tộc nào cũng không có khả năng nắm giữ tài lực như thế cho nên đề nghị này được đưa ra các đế tộc đều không đáp lại nếu đáp ứng bọn họ sẽ xuất huyết rất nhiều nhưng chiến dịch Sơn Hải Thiên Khốc liệt, mọi người đều nhớ rõ mồn một, nếu lại xuất hiện một vị chuẩn đế, khi đó thiên hạ sẽ đại loạn. Bởi vậy, sau khi thương lượng một chút, các đế tộc vẫn đáp ứng. Sau đó chính là cái cọ, nhà ai phụ trách ra tài liệu gì, mà mỗi một nhà đế tộc đều nghĩ gia tộc của mình xuất ra ít nhất, bởi vậy chuyện này cần thời gian lâu dài. Nhưng thời điểm các đế tộc cái cọ, trong ma vụ xuất hiện một lão giả. Lão giả này mặc trường bào màu xám, đó là trang phục của người chuyên phục thị chủ nhân nhưng không ai dám xem thường hắn bởi vì hắn chính là thánh nhân thánh nhân là nô bộc t mọi người đều kinh hãi bọn họ không có suy đoán nơi này thực sự có một vị chuẩn đế sao nếu không cho dù thánh nhân cử tinh cũng không có tư cách ép một thánh nhân nhất tinh làm nô bộc trong thời gian ngắn tất cả thánh nhân đều đi ra ngoài xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào hắc diễm thánh nhân mở miệng đầu tiên lão hủ họ nhạc còn tên nha đã quá lâu không có sử dụng lão hủ cũng quên mất. Lão giả áo xám từ tốn nói, ha ha, ai sẽ bởi vì tên quá lâu không có sử dụng mà quên rồi. Các thánh nhân không tin, nhưng tên không quan trọng, chỉ là cách xưng hô mà thôi. Nhạc đạo hữu người đến từ ngọn núi màu bạc kia sao? Quý thủy thánh nhân hỏi, nhạc thánh nhân gật đầu, chủ nhân nhà ta nói, hắn không có ác ý với các vị, cho nên, các vị cũng không cần khẩn trương như vậy. Mặt khác, cho dù các vị muốn bày đại đế sát trận, Đối với chủ nhân nhà ta mà nói, nó cũng không chịu nổi một kích. Câu này làm mọi người kiêu ngạo, ngươi là chuẩn đế thì như thế nào, biết rõ muốn lấy đại đế sát trận vây chết ngươi, ngươi lập tức phái người biểu đạt thiện ý, nhưng mà câu phía sau làm sắc mặt mọi người tối tăm. Đại đế sát trận cũng không chịu nổi một kích, đây là lời nói kiêu ngạo cỡ nào, ngươi chỉ là chuẩn đế, cũng không phải đại chân chính đế. Nhưng mà, nếu đã biết rõ kế hoạch của bọn họ, ngươi muốn bố trí trận pháp trước mặt chuẩn đế tỷ lệ thành công nhỏ đến thương cảm chẳng lẽ vị chuẩn đế này sẽ nhìn bọn họ bố trí xong trận pháp? Mà chuẩn đế xuất thế, thiên có ai dám ngăn cản? Nhưng vì cái gì tồn tại cường đại như thế không xuất hiện? Không chỉ có hắn, huyết hải chi chủ, âm hà chi chủ cũng giống như vậy, điều này nói rõ, bọn họ không có khả năng tùy ý hiện thân, nếu không sẽ trả ra cái giá to lớn. Nghĩ như thế, các thánh nhân cũng có thêm dũng khí. Nhạc thánh nhân nhìn phản ứng của các thánh nhân vào trong mắt, hắn cười nhạt và nói: lần này lão hủ ra đây còn có một nhiệm vụ đó chính là hộ tống thiếu chủ xuất thế gặp mặt thế hệ trẻ đương thời một lần ma vụ chấn động chỉ thấy một thanh niên cất bước đi tới trên thân hắn mặc chiến giáp màu vàng toàn thân có đạo tác đan sen hắn bước đi cũng làm trời cao run rẩy mọi người nhìn thấy rõ ràng chiến giáp của người trẻ tuổi kia bị hư hại hơn nữa còn đầy vết máu loan lỗ hiển nhiên hắn đã trải qua vô số lần chiến đấu hóa linh cảnh một tên thánh nhân nói nhưng ánh mắt còn mang theo một tia cổ quái bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể người trẻ tuổi kia ẩn giấu hồng hoang mãnh thú, một khi bạo phát đi sẽ rất khủng bố. Lăng Hàn cũng nhìn người trẻ tuổi này, hắn có loại cảm giác kỳ quái, người trẻ tuổi này nhìn như trẻ tuổi nhưng trên người có khí chất tang thương, đây là mâu thuẫn, nhưng đặt trên người trẻ tuổi này lại rất hài hòa. Hắn lại nghĩ tới Tiểu Thanh Long, Tiểu Hồng Điểu, hai gia hỏa này cũng đầy tang thương nhưng bơi vì bị Thái Cổ Nguyên nê phong ấn, bọn họ đã trải qua năm tháng tẩy rửa nhưng vẫn trẻ tuổi. Mặc dù ở trong trạng thái này, thọ nguyên không bị cắt giảm, nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự trải qua năm tháng xa xôi, cho nên cũng nhiễm khí chất tăng thương. Người trẻ tuổi này đúng là như thế, thật kỳ quái, vì cái gì nhiều cường giả nhất định phải chen vài thời đại này. Đa gia Phật, âm hà chi chủ, huyết hải chi chủ, tại sao những cường giả như thế đều xuất thế vào lúc này? Cho nên, bọn họ nhất định có mục tiêu rất khủng bố nào đó. Thành đế sao, chương 4830, Dương Dịch Hoàn, trong nội tâm lăng hàn suy nghĩ liên tục, đồng loạt xuất hiện thế hệ hoàng kim, lão quái vật vô số năm tháng trước xuất thế, tiểu quái vật nhao nhao tham dự vào thời đại này, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trong suy nghĩ của hắn, người trẻ tuổi mặc chiến giáp bước ra khỏi ma vụ, dáng người thon gầy mang theo khí thế thiết huyết, từ đó cũng làm người ta run giấy. Tại hạ dương dịch hoàn, người trẻ tuổi kia cười một tiếng, hắn lộ ra phong thái ôn hòa. Bái kiến các vị tiền bối, các vị thánh nhân đều vuốt cắm, dù sao bên cạnh nhân gia chính là một vị thánh nhân, hơn nữa trưởng bối của Dương Dịch Hoàn có thể là chuẩn đế, cho nên bọn họ vẫn phải cho mặt mũi. Dương Dịch Hoàn nhìn sang những người trẻ tuổi kia, tại hạ muốn khiêu chiến các vị thiên tài trẻ tuổi, có ai nguyện ý thử chiêu hay không? Những đế tử kia nhìn nhau, trong thời gian ngắn không ai nói chuyện. Bọn họ đều chiếm được thánh nhân gia tộc dùng thần thức truyền âm, bảo bọn họ không nên vọng động, thực lực Dương Dịch Hoàn khó lường, nên để người khác thử chiêu đi, vạn nhất mạnh đến mức đáng sợ, khi đó người muốn mất mặt hay sao? Dương Dịch Hoàn kinh ngạc, không người sao, hắn nói cầu này, sắc mặt các đế tử khó coi. Bọn họ bị khinh miệt cỡ nào, cho rằng không người nào có thể ngang hàng với hắn sao. Người bước ra từ ma vụ thì trâu bò lắm sao, không người có thể địch ngươi sao. Ta đến lãnh giáo một chút, có một tên đế tử đứng dậy, hắn là y thái minh của huyết diễm đế tộc, cũng không phải là thế hệ hoàng kim, cũng không phải thế hệ bạch ngân, mà là đế tử bình thường. Nhưng hai chữ đế tử chính là danh hào vang dội nhất, đại biểu thiên tài tuyệt thế. Dương Dịch Hoàn tươi cười thong dong, hắn chắp tay với Y Thái Minh. Mời, Y Thái Minh quát một tiếng, hắn lao tới tấn công Dương Dịch Hoàn. Dương Dịch Hoàn xuất thủ, hắn chỉ đấm ra một quyền phổ thông, nhưng một quyền này có thể đánh nát thiên địa, khủng bố khó có thể hình dung. Âm, um, Y Thái Minh ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cau mày. Trên thực tế, Y Thái Minh cũng chỉ mới bước vào hóa linh cảnh, mặc dù là đế tử, nhưng gặp thiên từ tứ biến ngũ biến, hắn vẫn không địch nổi nhưng một quyền của dương dịch hoàn thật đáng sợ không chỉ uy lực còn có khí thế và lòng tin dường như hắn có lòng tin hủy diệt thiên địa đây là việc đáng sợ cỡ nào đây là ý chí bao la cỡ nào dương dịch hoàn cười nhạt nói còn có vị huynh đài nào nguyện ý ban chiêu thế hệ bạch ngân nhìn nhau chẳng lẽ sau lăng hàn đinh thụ thủy nhất còn có biến thái xuất hiện nhưng mặc hắn lớn lối như thế sao thế hệ bạch ngân vạn lôi đế tộc hàng vĩ lập đi ra hắn cười nói tại hạ hàng vĩ lập cũng thỉnh giáo dương huynh một ít mời dương dịch hoàn rất khách khí hắn quá mức ôn hòa hàng vĩ lập lập tức xiết tới hắn vận dụng bảy linh thân và cùng thi triển đại chiêu tấn công dương dịch hoàn hiển nhiên hắn vô cùng kiêng kỵ đối thủ này cho nên đã dùng toàn lực xuất thủ dương dịch hoàn vẫn xuất ra một quyền cũng giống như lúc nãy uy thế rất mạnh âm um, hàng vĩ lập bị đánh bay ra ngoài hắn ngã xuống đất và ngất đi t hai quyền đánh bại hai tên đế tử hơn nữa càng kinh người là quyền thứ hai có uy lực khác biệt quyền thứ nhất dường như gặp đối thủ nào thì hắn sẽ điều chỉnh uy lực theo thực lực đối thủ dương dịch hoàn mỉm cười nói ta là cửu biến nhưng ta sẽ không dùng cảnh giới đẻ người cho nên đối thủ có tu vi gì ta sẽ dùng cấp độ gì cho nên uy lực quyền thứ hai và quyền thứ nhất mới có thể tranh lệch nhiều như vậy nghe nói như thế mọi người càng nghiêm túc thậm chí có một loại sợ hãi nếu như ngươi ỉ vào tu vi cao một quyền kia đánh bại đế tử cũng không hiếm lạ Có quá nhiều hóa linh cảnh có thể làm được Nhưng điều kiện tiên quyết là tu vi tương đương nhau Còn có thể dùng một quyền đánh bại thế hệ Bạch Ngân Như vậy rất đáng sợ Thế hệ Hoàng Kim làm được sao? Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang lăng hàn Gia hỏa này làm được Một kích bại thế hệ Bạch Ngân Trời ạ, à, thực sự lại xuất hiện yêu nghiệt biến thái Dương Dịch Hoàn vẫn phong khinh vân đạm Như vậy đi, các người có thể nhiều mấy người cùng tiến lên Mười người hai mươi người cũng không quan trọng, vẻ mặt hắn rất bình thản, nhìn như không màng danh lợi nhưng lời này mang theo kiêu ngạo ngập trời. Hắn dám bảo đế tử cùng tiến lên, hơn nữa không là hai ba người, mười hay hai mươi người cũng không đáng kể. Hắn ngông cuồng cỡ nào, khiêu chiến như thế, các thánh nhân của đế tộc cảm thấy mất mặt. Bọn họ đại biểu cho thế lực mạnh nhất thiên hạ, nhưng bây giờ lại có người đang khiêu khích quyền uy của bọn họ. Nếu không đánh trả, bọn họ sẽ biến thành trò cười của người thiên hạ. Ha ha nếu Dương Tiểu Hữu tự tin như vậy, vậy thì mọi người cùng sông lên đi. Có vị thánh nhân cười nói, khốn kiếp, người không biết xấu hổ, nhưng suy nghĩ một chút, một đấu một, có ai là đối thủ của gia hỏa biến thái này? Thế hệ Bạch Ngân bị hắn đánh bại, một trọi một là đưa đồ ăn sao? Hơn nữa, thế hệ Hoàng Kim đều không có ở đây, thứ hai, thế hệ Hoàng Kim cuối cùng cũng bước vào giáo chủ, hắn tới đây chẳng khác gì lấy lớn hiếp nhỏ. Thắng có ý nghĩa gì, cho nên quần công đi, mặc dù có chút mất mặt nhưng ít ra có thể giết nhuệ khí của Dương Dịch Hoàn, hơn nữa, chẳng phải đây là yêu cầu của hắn hay sao? Rất nhanh, có đế tử lục tục đi ra, trên cơ bản đều là thế hệ Bạch Ngân, số người lên tới 22 người. Tới đi, Dương Dịch Hoàn mỉm cười nói ra, những đế tử nhìn nhau, hơn 20 người liên thủ, đây là chuyện chưa từng có. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, không phát không được. Giết, bọn họ lao tới và thi triển đế thuật, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng Dương Dịch Hoàn tiến lên, hắn xuất thủ không sợ hãi. Lúc này sợi tóc của hắn tung bay, thần thái của hắn biến hóa, hắn không còn là người trẻ tuổi ôn hòa, hắn giống như bảo đao ra khỏi vỏ, cuối cùng còn tỏa ra chiến ý lạnh thấu xương. Ngông cuồng, bá khí, không kiêng nể gì cả. Bành, 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 hắn liên tục xuất quyền, thế hệ Bạch Ngân thì như thế nào, liên thủ thì như thế nào, hoàn toàn không địch lại một quyền của hắn, chỉ thấy bóng người bay tán loạn, 22 quyền, toàn bộ thế giới yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bại, bại, chỉ thời gian mấy giây đã đánh bại 22 vị đế tử. Nói ra có người nào tin tưởng, quá rung động, dương dịch hoàn thu quyền, sợi tóc khôi phục như cũ, hắn nói. Còn có người có thể ban thưởng chiêu sao? Rước tiếng, không người trả lời. Thế hệ Hoàng Kim không ra, ai có thể chống đỡ? Thậm chí, cho dù thế hệ Hoàng Kim xuất thế, có ai là đối thủ của hắn? Nhưng thế hệ Hoàng Kim có thể sánh bằng đại đế lúc trước, nếu người này còn lợi hại hơn thế hệ Hoàng Kim, vậy hắn đã vượt qua các đời đại đế sao? chương 4831, ngông cuồng ẩn giấu dưới ôn hòa. Lăng Hàn quan sát thật cẩn thận, Dương Dịch Hoàn không có ỷ vào cảnh giới thủ thắng, đúng thế, lực lượng của hắn còn vượt qua cảnh giới, hắn tuyệt đối không có dùng toàn lực ứng phó, điểm này có thể khẳng định. Mấu chốt là, mỗi một kích của hắn mang theo đạo vận khó tả, giống như không bàn mà hợp thiên đạo, cho nên, uy lực có thể tăng lên một mảng lớn, từ đó chiến lực gia tăng rất mạnh. Lăng Hàn ngứa tay, hắn muốn đánh với đối thủ như vậy. Người này rất mạnh, mạnh đến mức làm cho chiến ý của Lăng Hàn bộc phát. Cùng là cửu biến, gia hỏa này còn mạnh hơn Liên Ngọc Đường, thạch trạch rất nhiều, cho dù mình đã bước vào thất biến cũng không đánh lại. Bảo đối phương áp chế tu vi, Lăng Hàn lắc đầu, đánh như vậy có ý gì, buông tay đánh cực một lần mới có thể chân chính phát huy ra toàn lực, băng không kiểu gì cũng chói tay chói chân. Long ra đến chiếu cố ngươi, tiểu thanh long kìm nén không được, nhảy ra ngoài, nhìn thấy tiểu thanh long, dương dịch hoàn cũng không có kiêu ngạo, cũng không xem thường thần lằn, hắn nhìn chằm chằm một lúc và cười nói. Hậu đại chân long, con mắt thật độc, tiểu thanh long dương dương đắc ý, không sai, chính là long đại gia nhà ngươi, nếu biết, còn không tranh thủ quỳ xuống gọi ra ra. Dương dịch hoàn không có tức giận, hắn không có tâm tình như thế, hắn thản nhiên nói. Ta đã từng nuôi qua một con long sủng, huyết mạch rất thuần khiết, đương nhiên, vẫn còn kém ngươi một chút. Lời này, tiểu thanh long tức giận, ngươi có ý gì? a à, ngươi muốn thu ta làm thú sủng sao? Đến chiến, hắn giết ra ngoài, oanh, chiến lực bộc phát hoàn toàn. Oanh, 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 dương dịch hoàn tự hạ tu vi va chạm với tiểu thanh long. Lúc này có thể nhìn ra tiểu thanh long yêu nghiệt, thế hệ bạch ngân trước đó liên thủ cũng bị một quyền của dương dịch hoàn đánh ngã toàn bộ. Nhưng Tiểu Thanh Long lại có thể trọi cứng với Dương Dịch Hoàn, hơn nữa còn không bại thật nhanh. Các đại lão đế tộc đều chấn kinh, thần lần này chính là hậu đại của Chân Long. Trong truyền thuyết, Chân Long thể phách vô song, lực lượng đệ nhất thiên hạ, bây giờ xem ra truyền thuyết không phải giả. Lăng Hàn nhíu mày, Tiểu Thanh Long là truyền nhân dòng chính của Thiên Long đế quyết, hơn nữa còn là con ruột của Chân Long, tự ý nào đó mà nói, thể thuật của hắn châu bò không gì sánh bằng. Nếu không phải Lăng Hàn còn nắm giữ năng lượng hủy diệt có thể dùng năng lượng cao hơn một bậc rèn luyện, bằng không hắn cũng không sánh bằng Tiểu Thanh Long. Nhưng hiện tại Dương Dịch Hoàn lại có thể va chạm khí lực không rơi xuống hạ phong, việc này rất kinh khủng. Đương nhiên, gia hỏa này tu vi cao hơn, lực lượng có thể áp chế, thể phách mạnh mẽ không có khả năng suy yếu theo, nhưng ở hóa linh cảnh có thể tu hành thể phách tới mức này, đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Thú vị, thú vị, Dương Dịch Hoàn tươi cười, sợi tóc của hắn lại bắt đầu bay bổng, ánh mắt hắn tỏa sáng và tỏa ra cuồng dã khí thế toàn thân của hắn biến hóa. Hắn biến thành bá đạo, cũng cường công điên cuồng, sau nhiều lần so chiêu, tiểu thanh long bị áp chế hoàn toàn. Tiểu thanh long mặc dù toàn lực đối kháng cũng kém hơn một đường, hắn lâm vào hạ phong. Ra không đánh, ra hỏa này cũng không ngốc, nếu đánh không lại thì dừng tay. Đi theo ta, cùng chinh chiến thiên hạ thế nào? Dương dịch hoàn lại không ngưng chiến, chiêu chiêu cường thế, tiểu thanh long chỉ có thể tiếp tục đánh. Lời này rất mê người, nhưng hai từ đi theo đã bộc lộ dã tâm của dương dịch hoàn ngươi chỉ có thể đi theo ta làm tay chân của ta cút mẹ ngươi đi tiểu thanh long sẽ không đáp ứng nhìn tiểu hàn tử xem mặc dù có đôi khi nói chuyện có thể tức chết người nhưng lại xem nó thành bằng hữu chân chính nào giống ngươi kiêu ngạo ẩn giấu trong xương tùy là khinh thường người khác theo ngươi mới là cam chịu đọa lạc dương dịch hoàn không tức giận hắn chỉ có cường công dường như muốn dùng thực lực ép tiểu thanh long khuất phục đã nói không đánh với ngươi còn hùng hổ dọa người làm cái gì? Lang Hàn xuất hiện ngăn cản một quyền của Dương Dịch Hoàn. Thất biến, Dương Dịch Hoàn cười một tiếng, hắn dùng một quyền đánh trả, lực lượng của hắn tăng lên rất lớn. Đối với người nào, hắn sẽ sử dụng lực lượng tương ứng, lộ ra rất công bằng, cũng thể hiện tự tin mãnh liệt của hắn. Bành, hai người đấu một kích, lực lượng kinh khủng bộc phát, đằng đằng đằng, hai người lắc lư, sau đó đều lui lại. Một bước, hai bước, ba bước, 17 bảy bước. Đến 17 bảy bước, Dương Dịch Hoàn đã đứng vững, mà Lăng Hàn lui lại 22 bước. Lăng Hàn thua rồi, Lăng Hàn không cho là vậy, lúc hai người đấu, Dương Dịch Hoàn vận dụng đúng là lực lượng thất biến, nhưng thời điểm lui lại hắn đã vận dụng lực lượng ngoài thất biến, lúc này mới có thể đứng vững nhanh hơn hắn. Ngay cả như vậy cũng đủ chứng minh ra hỏa này cường đại. Nhân cơ hội này, Tiểu Thanh Long đã lui lại, thoát khỏi Dương Dịch Hoàn. Dương Dịch Hoàn cũng không có đuổi theo không bỏ, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, cười nói: đến luận bàn một chút, không hứng thú, Lăng Hàn trực tiếp từ chối, đánh với người có cảnh giới và lực lượng vượt xa mình, có ý nghĩa sao? Dương Dịch Hoàn mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, người này là ai, lại có thể đối kháng với mình? Người khác không biết, hắn tự nhiên biết mình mạnh cỡ nào, đế tử khác thông qua thủ đoạn bình thường cũng không cách nào đạt tới độ cao như hắn. Nhưng hắn lại gặp được đối thủ, người khác không biết, chỉ cho rằng Lăng Hàn rơi vào hạ phong, cho nên e sợ đánh một trận thì ra lang hàn cũng là người lấn yếu sợ mạnh người như thế sao có tư cách xung kích đế vị dương dịch hoàn nhìn chung quanh hắn thản nhiên nói có người nào chỉ giáo không không người trả lời dương dịch hoàn mạnh đến mức không có thiên lý vô địch cùng dai đây chính là bi ai đông đảo đế tộc ở đây như thế nhưng không tìm ra người đánh với đối phương sắc mặt các đế tộc khó coi bọn họ mất mặt thật sao hả tất cả thánh nhân đều ngẩn ra sau đó nhìn về một nơi không gian nơi đó bị xé rách, sau đó có một lão giả dáng người khôi ngô đi tới. Bên cạnh lão giả là một thanh niên dáng người thon gầy, tướng mạo đối phương bình thường nhưng trên trán có kim văn. "Thánh nhân, các đại lão cảm thấy kỳ quái, thánh nhân cũng không phải củ cải, trên đời này có bao nhiêu người cũng có thể đếm được. Nhưng vị thánh nhân này chưa từng xuất hiện bao giờ, bọn họ mới cảm thấy kỳ quái." "Đạo hữu xưng hô như thế nào?" Toái Tinh thánh nhân lập tức hỏi. Lão giả khôi ngô cười nói: bản thánh bích lạc, bích lạc, bích lạc thánh nhân, mọi người nhìn nhau, hoàn toàn không có đầu mối, giống như chưa từng có nghe qua thánh nhân có phong hào như thế. Hôm nay bản thánh đến đây là muốn cho tiểu gia hỏa này thấy chút việc đời. Bích lạc thánh nhân chỉ vào người trẻ tuổi trên trán có kim văn bên cạnh. A, à, chương 4832, thời kỳ đế tử khóc lóc. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Một thánh nhân bước ra khỏi ma vụ, mang theo người trẻ tuổi, nói muốn cho hẳn mở mang kiến thức tuấn tài thiên hạ một chút mà bây giờ lại có một thánh nhân xuất hiện, đồng thời cũng mang theo một người thanh niên, nói muốn kiến thức việc đời. Ý của hai thánh nhân đều giống nhau, đều muốn người trẻ tuổi bên cạnh mình xuất hiện. Chẳng lẽ người nào cũng muốn nắm đế tộc để nổi danh hay sao? Các thánh nhân tức giận, khốn kiếp, các ngươi xem đế tộc là cái gì? Đá đặt chân, Dương Dịch Hoàn nhìn sang người trẻ tuổi Kim Văn, hắn cười nói, "Tại hạ Dương Dịch Hoàn, huynh đài xưng hô như thế nào?" có thể thắng được ta tán thành mới có tự cách biết rõ tên của ta. Người trẻ tuổi Kim Văn Cao Ngạo nói, sắc mặt tất cả mọi người cổ quái, bọn họ đã chứng nhận thực lực của Dương Dịch Hoàn, hành hạ thế hệ Bạch Ngân như chơi, người có thể mạnh như vậy sao? Nếu không đủ thực lực, cho dù coi trời bằng vung cũng biến thành hành vi ngu ngốc. Bọn họ cũng hiếu kỳ, biết là thánh nhân có lai lịch gì, tại sao không sợ hãi khi đối mặt với đế tộc. Khó trách, hắn chưa từng nghe nói qua đế tộc hay sao. Khẩu khí thật cuồng. Một tên đế tử không nhịn được nói ra, hắn nhảy ra và tấn công người trẻ tuổi Kim Văn. Cuồng cuồng cuồng, thật sự cho rằng đế tộc không phát huy thì biến thành mèo bệnh hay sao? Bành, chỉ thấy bóng người bay nhanh, tên đế tử bị đánh bay ra ngoài. Cái này, nhất định là người trẻ tuổi Kim Văn tu vo cao, ỉ vào cảnh giới khinh người mà thôi. Xeo, lại một tên thế hệ Bạch Ngân xuất thủ, nhưng kết quả cũng giống nhau, vẫn bị người trẻ tuổi Kim Văn đánh bay. Càng kinh khủng chính là, người trẻ tuổi kim văn đánh ra một kích nhưng chiến lược tăng lên gấp đôi điều này nói rõ cái gì hắn giống dương dịch hoàn đều là áp chế tu vi cũng không có dùng cảnh giới đẻ người việc này quá kinh khủng tại sao có thể có nhiều biến thái như vậy người trẻ tuổi kim văn lắc đầu còn có người nào là đối thủ của ta hay không thực lực cũng mạnh biến thái nhưng hắn và dương dịch hoàn có khác biệt rõ ràng hắn vô cùng cao ngạo trong lời nói không chừa cho người khác bậc thang để đi xuống cho nên việc này cũng chọc mọi người tức giận có biện pháp gì hay không chẳng lẽ cần giáo chủ xuất thủ dương dịch hoàn sinh ra chiến ý nói ta đánh với ngươi một trận người trẻ tuổi kim văn lúc này mới nhìn sang hắn sau đó ánh mắt ngưng tụ thực lực của ngươi không kém làm đối thủ của ngươi cũng không thành vấn đề dương dịch hoàn vẫn không nóng không lạnh tốt đến chiến hai người lập tức giao thủ oanh chỉ trong nháy mắt chiến lược mở ra hoàn toàn sau đó hai người đánh từ mặt đất lên bầu trời lại từ bầu trời đánh xuống mặt đất. Mọi người trầm mê trong chiến đấu, trời ạ, à, hóa linh cảnh có thể mạnh như vậy sao? Chiến lực chuẩn giáo chủ, các thánh nhân đều nói ra, đây chính là chiến lực kinh người, giống như Liên Ngọc Đường, mặc dù cũng từng đạt tới tới chiến lực chuẩn giáo chủ nhưng hắn đã bước một chân vào giáo chủ nhưng sau đó hắn dừng lại, sau đó lại lâm thời bước vào. Nhưng hai người này đều là hóa linh cảnh hàng thật giá thật. Lực lượng của bọn họ quá mạnh, vượt xa cửu biến bình thường cho nên mới có thể đánh ra chiến lực chuẩn giáo chủ. Sắc mặt các thánh nhân khó coi, bọn họ biết rõ thế hệ hoàng kim nhà mình ban đầu ở hóa linh cửu biến không có thực lực như vậy. Có lẽ Lâm Hiên và bài danh trước ba có khả năng đạt tới độ cao này, nhưng những người khác không thể sánh bằng. Thế giới này là thế nào? Chưa từng có nhiều thiên tài biến thái xuất hiện cùng một thời đại như vậy, nếu đặt ở trước kia, đám người Lâm Hiên có được tư chất vấn đỉnh đại đế, trong một thời đại có thể có hai ba nhân vật như thế cũng đã là thời đại thịnh thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn, Đinh Thụ, Thủy Nhất, có người nào yếu hơn đám người Lâm Hiên? Chuyện này còn chưa kết thúc, Dương Dịch Hoàn, người trẻ tuổi Kim Văn, bọn họ còn mạnh hơn. Trời ạ, à, đây là thời kỳ gì thế này? Hai thiên tài trẻ tuổi không ngừng suốt tuyệt chiêu nhiều lần, chín linh thân đều là thả ra, người ta đều vận dụng đế thuật, chiến đấu tới mức kinh thiên động địa, nếu không phải nơi này là tinh cầu đặc thù, có lẽ đại chiến như vậy đã đánh nất một nửa ma vụ tinh trên thân bọn họ bạo phát hào quang làm cho người ta sợ hãi thán phục làm cho người ta tuyệt vọng thiên tài như thế có khả năng đuổi theo hay sao các ngươi sinh ra chính là để đả kích người khác sau khi đánh nhau một giờ hai người đồng thời dừng tay ha 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 thống khoái thống khoái bọn họ đều cười to cũng mang theo tâm tình vui sướng bất phân thắng bại ngươi bây giờ có tư cách biết rõ tên của ta người trẻ tuổi kim văn nói ta tên là vạn đảo Phốc, nghe nói như thế, không ít người phun nước bọt. Cái gì, hắn chính là vạn đạo. Sáng tạo vô số kỳ tích trên tinh võng, sánh vai với thủy nhất, phá thiên, tinh không đệ nhất nhân, hắn là vạn đạo. T, đế tộc đều nhe răng, tinh võng không có đế tộc, cho nên dù sáng tạo ghi chép kinh người trên tinh võng, đế tộc cũng không đặt trong lòng, bởi vì không có bọn họ tham dự, chỉ có thể xem như thế lực nhị lưu chơi đùa với nhau. Nhưng mà sự thật lại bà tai bọn họ, thủy nhất lúc trước ngăn cửa học viện tổ vương, nếu không phải lăng hàn xuất thủ đế tộc sẽ mất hết thể diện mà bây giờ đâu dương dịch hoàn đánh cho bọn họ không có tính tình vạn đạo lại đánh bất phân thắng bại với đối phương còn có gì để nói lăng hàn cũng kinh ngạc đây chính là vạn đạo năm đó bốn người tạo ra oanh động trên tinh võng chỉ còn lại có phá thiên còn chưa xuất hiện từ khi thực lực của vạn đạo cùng thủy nhất mà suy đoán người này chắc chắn sẽ không yếu ha ha đây là thời kỳ đế tử phải khóc lóc rồi trận chiến này Dương Dịch Hoàn, vạn đạo vang danh thiên hạ, mà đối ứng, lăng hàn ảm đạm phai mờ, thậm chí hắn không có dũng khí đánh một trận cũng bị người ta dèm pha. Võ giả không có dũng khí đánh một trận, tự nhiên sẽ làm cho người ta khinh thường. Lăng hàn hoàn toàn không để trong lòng, hắn theo cửu sơn thánh nhân trở về cửu dương thánh địa, kế tiếp, cửu dương thánh địa cũng tạm thời giải tán, bởi vì cửu sơn thánh nhân cũng không có đế binh chân chính sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài. Thời điểm ở Ma Vụ Tinh, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng chỉ cầm hỗn độn cực lôi tháp ra làm dáng, cũng không có chính thức thức tỉnh. Thức tỉnh thế nào, đây đương nhiên là tạm thời, sau khi lăng hàn thành đế, không không không, chỉ cần thành thánh thì hắn có thể cường thế không sợ đế tộc, đến lúc đó, Cửu Dương Thánh Địa sẽ được thành lập trở lại. Tính toán thời gian, lăng hàn hiện tại đã là hóa linh thất biến, khoảng cách Thánh Nhân còn kém hai đại cảnh giới tiểu thừa cảnh, tứ cực cảnh mà thôi. Đương nhiên, cái mà thôi này cũng có khả năng là mấy vạn năm. Cảnh giới càng cao, càng khó vượt qua, lại dám coi thường tiểu hàn tử của chúng ta. Đại hắc cầu tức giận nói, nếu đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn dễ dàng đánh hai tên răng rơi đầy đất. Nó dừng một chút, nhìn về phía Lăng Hàn, biểu lộ không phải rất khẳng định. Đúng không, tiểu hàn tử, chương 4833, đế lộ mở ra. Lăng Hàn tươi cười tự tin, đương nhiên, hắn lúc ở chân ngã cảnh đỉnh phong đã nắm giữ thực lực sánh ngang hóa linh cảnh, bởi vì hắn tu thành đệ thập hình trước nay chưa từng có. Như vậy, nếu hắn đạt tới hóa linh cửu biến, hắn tuyệt đối không thể nắm giữ thực lực chuẩn giáo chủ đơn giản như vậy, mà là chân chính ngang hàng với giáo chủ. Dù chỉ là giáo chủ yếu nhất, đệ thập hình, trước nay chưa từng có, cơ sở của hắn rất vững chắc. Dương Dịch Hoàn và Vạn Đạo rất mạnh, nhưng đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn có lòng tin trăm phần trăm chiến thắng bọn họ. So với Vạn Đạo, ta hiện tại chậm hơn bọn họ 20 năm. Lăng Hàn lẩm bẩm, nếu có đầy đủ thiên tài địa bảo cung cấp, chỉ ăn đan dược gia tăng tu vi, như vậy hắn cần ít nhất 20 năm mới có thể đạt tới hóa linh cửu biến. Hơn nữa, đây là phỏng đoán tương đối lạc quan, hắn đang ở trên tinh cầu nhỏ, cấp độ võ đạo chỉnh thể là hóa linh cảnh, với thực lực của hắn hiện tại đã đủ xưng vương xưng bá. Nhưng hắn không phải kẻ muốn làm đại gia, tự nhiên hắn làm việc khiêm tốn. Đã qua thời lâu như thế, vẫn không biết rõ lai lịch của đám người dương dịch hoàn. Đại hắc cầu vô cùng hiếu kỳ, lăng hàn cũng thế, mà vụ tinh đột nhiên xuất hiện, bởi vì một gốc thánh dược đã dẫn phát oanh động cực lớn, kết quả thánh nhân cũng thất bại tan tác mà quay trở về, bên trong lại xuất hiện một người trẻ tuổi nhẹ nhõm đánh bại thế hệ Bạch Ngân. Dương Dịch hoàn dùng phương thức cường thế xuất hiện trước mặt người đời, không có người nào truy hỏi căn nguyên, sâu trong ma vụ ẩn giấu cái gì, bên trong ngọn núi lớn màu bạc có cường giả tuyệt thế ra sao. Lại nói Lai Lịch Dương Dịch hoàn xem như rõ ràng, các đế tộc đều không dám động đến hắn, bởi vì kiêng kỵ một vị chuẩn đế, như vậy, vạn đạo thì sao? phía sau hắn mặc dù có một vị thánh nhân nhưng trước mặt đế tộc thánh nhân chỉ rất mạnh mà thôi không có đế tộc nào nguyện ý vô cớ chiêu chọc một vị thánh nhân nhưng muốn giết một tên tiểu bối có cái gì để ý nhưng vạn đạo vẫn sống yên lành hơn nữa cũng gia nhập học viện tổ vương đặt song song cùng dương dịch hoàn hào quang của Lăng hàn đinh thụ cũng bị thay thế lai lịch của vạn đạo rất lớn chỉ ít có một đế tộc làm chỗ dựa tình hình có khả năng giống như thủy nhất Lăng hàn phỏng đoán có lẽ vạn đạo là con rể của đế tộc không xuất thế. Tiểu hàn tử, người mau cưới chỉ mộng hàm đi, như thế, chúng ta cũng có đế tộc làm chỗ dựa. Đại hắc cầu nghĩ kế, hiện tại đã có đế tộc đưa ra truy sát lệnh lần nữa, muốn bắt lăng hàn. Bởi vì thời điểm cửu dương thánh địa đang giải tán, có người từng thấy tiểu hồng điểu. Lúc trước vì đạt được cửu dương thánh nhân truyền thừa, cho nên có một ít đế tộc gia nhập cửu dương thánh địa, bọn họ đương nhiên sẽ không có tâm hướng về cửu dương thánh địa, cho nên cũng truyền tin tức này ra ngoài. Cho nên, những đế tộc này còn muốn đạt được chân hoàng truyền thừa, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một phương diện khác, thế hệ hoàng kim cũng phát ra hào ngôn, chỉ cần dương dịch hoàn, vạn đạo, thủy nhất bước vào giáo chủ, bọn họ sẽ cho những người này biết rõ thế hệ hoàng kim khủng bố cỡ nào. Những ngày gần đây, Lăng Hàn trải qua tương đối bình tĩnh. Không có đao quang kiếm ảnh, chỉ có tu luyện và nói chuyện với người yêu, bằng hiếu, hắn cực kỳ rãnh rỗi. Nhưng mọi người cũng không phải không có chuyện làm, tất cả đang tu luyện phượng dược thiên tường. Dù Lăng Hàn đã lĩnh ngộ môn đế thuật này, nhưng hắn còn kém xa mới có thể nắm giữ huyền diệu trong đó. Tu luyện gần nửa năm, Lăng Hàn đã đại công cáo thành. Những người khác, cho dù là Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu hay Nữ Hoàng đều mới nhập môn. Đến, Tiểu Hàn Tử, cầu ra luận bàn với ngươi một chút. Đại Hắc Cẩu kêu gào, nó lại nắm giữ một môn đế thuật, hơn nữa còn là chân hoàng bảo thuật xương tụng thân pháp mạnh nhất trong đế thuật, dường như nó rất đắc chí vừa lòng. Được, Lăng Hàn gật gật đầu. Đại hắc cầu giết tới, oanh, sau lưng xuất hiện đôi cánh hỏa diễm, bỗng nhiên nó ra tốc và nhanh tới mức khó hình dung. Phốc, Lăng Hàn bật cười. Đại hắc cầu mọc ra đôi cánh hỏa diễm vô cùng hoa lệ, nhưng bản thân đại hắc cầu lại cực kỳ bị ổi, hai loại khí chất không hợp với nhau. Đây gọi là Phượng Dực Thiên Tường sao? Ân, cầu Dực Thiên Tường, nhưng đừng để ý tới tới nó có xứng hay không, tốc độ của đại hắc cầu bây giờ kinh người, hơn nữa thân thể lay động, không khí bốc cháy và sen lẫn ý chí võ đạo của nó từ đó tạo thành lực phá hoại cực kỳ đáng sợ lăng hàn tâm niệm vừa động hắn cũng vận dụng phượng dược thiên tường thân hình đang gia tốc cực nhanh hắn nắm giữ môn thân pháp này còn vượt qua đại hắc cẩu phía sau sinh ra hai cánh hỏa diễm lớn chấn động một cách đã ở cách xa nơi này vạn dặm oanh hỏa diễm đấu hỏa diễm tốc độ đấu tốc độ chỉ qua vài lần đại hắc cẩu đã kêu gào nhao nhao và gánh không được lăng hàn bộc phát hỏa diễm vượt qua nó cái đuôi chó đã bị nướng cháy. Tiểu Hàn Tử, người công báo thư thù, đại hắc cầu kêu thảm, lần này nó đã tổn thất nặng nề. Long ra đến rồi, Tiểu Thanh Long cũng lao tới, nó tấn công Lăng Hàn. Tiểu Hồng Điểu, Nữ Hoàng, Hổ Nữ cũng xông vào, cùng phát động phượng rực thiên tường, từng đôi cánh hỏa diễm mỹ lệ không gì sánh bằng. Nhưng bọn họ có liên thủ cũng không sánh bằng Lăng Hàn, hắn căn bản không cần vận dụng bất cứ kỹ pháp gì, chỉ cần phát động phượng rực thiên tường, sóng lửa đáng sợ cuốn qua cũng tạo thành áp bách cực lớn chưa qua mấy chiêu mọi người đã không thể không nhận thua đều là người một nhà đương nhiên không có gì xấu hổ mọi người biết rõ lăng hàn thực lực nghịch thiên trong cùng cảnh giới hắn vượt qua bọn họ cũng là việc bình thường bọn họ đều vui vẻ phượng dực thiên tường quả nhiên châu bò khó trách lúc trước chân hoàng có thể đặt song song với chân long môn thân pháp này cũng bị nhiều đại đế nhớ thương trong cuộc sống nhàm chán sau đó một tin tức kinh người truyền bá trên tinh võng đế lộ mở ra, cái gì đế lộ, Lăng Hàn rất kinh ngạc, trong lý giải của hắn, đế lộ chính là con đường đại đế phải đi qua, nhưng đó là khái niệm trừu tượng, cũng không phải con đường hữu hình. Nhưng bây giờ, đế lộ mở ra thực sự có con đường như vậy. Ha ha, người cô lậu quả văn rồi, đại hắc cầu cười to, đế lộ đã tồn tại từ xưa, cách mỗi mấy ngàn vạn năm sẽ mở ra một lần, mà mỗi lần mở ra chính là con đường đế giả tương lai phải đi qua. Căn bản là trước ba, có trước mười. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi vừa mới lên tinh võng cha đúng không? Hắc hắc, đại hắc cầu cười ngược. nó bị Lăng Hàn nói chúng, nó lâm thời ôm chân Phật. Nhưng mà đế lộ thực sự thần kỳ như thế, Lăng Hàn không tin, chẳng lẽ ta không đi con đường này, ngày sau không thành được đại đế sao? Trừ phi thời kỳ đại đế thành đạo thì đế lộ chưa từng xuất hiện, nếu không, người thành đế đều đi vào đế lộ. Đại hắc cầu nói ra, nó xem tư liệu trên tinh võng, trong 10 đại đế thì có tới 8 người đi qua đế lộ, cơ bản đều xếp ba hạng đầu. Có y tứ, lang Hàn thì thào, chương 4834, Đồng Nguyệt Tinh. Người thành đế, cơ bản đều đi qua đế lộ, cho nên, đế lộ là nơi phi thường trọng yếu, trong mắt thế nhân, người thành đế phải đi qua đế lộ. Lang Hàn không cho rằng chỉ cần đi qua con đường này đều thành đế, đại khái trên lộ này có cơ duyên tạo hóa nghịch thiên, lúc này mới có khả năng giúp người ta đột nhiên tăng mạnh. Đây có phải là bí cảnh hay không? Hắn hỏi, tình huống cụ thể, cậu ra không kịp tra. Đại Hắc Cầu nói, nó vừa nhìn thấy đế lộ mở ra nên vội vàng đi tìm Lăng Hàn. Chân Long Uyên mở ra, nói rõ điều kiện thành đế đã có, mà đế lộ xuất hiện mang ý nghĩa người thành đại đế không xa. Đột nhiên Tiểu Thanh Long xông tới, dáng vẻ gật gù đắc ý. Lăng Hàn thở dài, đây là mau bệnh gì, tại sao mấy gia hỏa này cứ thích làm ra vẻ. Nốt no sai, xem ra, người nên đi học một phen, từ đó phổ cập tri thức một chút. Lăng Hàn cười nói, Tiểu Thanh Long ho khan, bắt đầu nói. Đế lộ chính là bí cảnh, nhưng khác với bí cảnh khác, nó có đầu có đuôi, bắt đầu đi vào từ điểm xuất phát, lại đi ra từ điểm cuối, tạo thành một con đường hoàn chỉnh, cho nên mới sẽ lấy, lộ, làm tên. Mời người tiếp tục biểu diễn, Lang Hàn lại làm động tác mời, tiến vào đế lộ, cơ hồ không có hạn chế cảnh giới, bình thường chỉ cần đạt tới chút cơ là được rồi. Tiểu Thanh Long tổ chức ngôn ngữ, nói, nhưng nó lại có hạn mức cao nhất, chính là thánh nhân không được tiến vào. Thánh nhân không được tiến vào, như vậy sẽ có tôn giả giáo chủ tiến vào lang hàn trầm ngâm kể từ đó đối thủ của hắn không chỉ có đám người dương dịch hoàn vạn đạo còn có thế hệ hoàng kim uy hiếp những tên kia hiện tại đều là giáo chủ mà tu vi của mấy người nhanh nhất đều đạt tới cấp tôn giả hắn tự tin đi nữa nhiều lắm chỉ có thể đào thoát khỏi tay của giáo chủ gặp được tôn giả hắn không có tư cách chạy trốn cho nên tiến vào đế lộ sẽ có nguy hiểm rất lớn có tư liệu kỹ càng liên quan tới đế lộ hay không lăng hàn hỏi tinh võng cha không được nếu không người đi hỏi lão gia tử một chút tiểu thanh long nói đế lộ mở ra lần trước cách hiện tại thời gian quá dài cơ bản đều đối ứng với đại đế xuất hiện cho nên thế lực bình thường không có khả năng bảo tồn ghi chép quá lâu đã sớm chôn vùi trong dòng sông lịch sử chỉ có thế lực như đế tộc thánh địa mới có thể bảo tồn tư liệu như vậy lăng hàn lập tức đứng dậy đi tìm cửu sơn thánh nhân đối với đệ tử này yêu cầu đương nhiên cửu sơn thánh nhân sẽ tận lực thỏa mãn lập tức tìm tư liệu hắn nhét tư liệu cho lăng hàn lăng hàn đại hắc cầu lại thêm đám người nữ hoàng dốc lòng nghiên cứu phân biệt đọc các tư liệu khác biệt sau đó tiến hành tập hợp chắp phá ra toàn cảnh của đế lộ đế lộ rất khó đi người thành công lác đác không có mấy đếm khắp các thiên tài của cửu dương thánh địa cũng chỉ có khai phái tổ sư ra cửu dương thánh nhân thành công đi đến đế lộ hơn nữa còn là người thứ hai gần với lăng thiên tổ vương nhưng mà cửu dương thánh nhân lại không tự thuật nhiều về đế lộ thực sự chỉ nói vài câu mà thôi ngược lại có nhiều hậu đại đi vào đế lộ lưu lại nhiều tư liệu kỳ thật càng nhiều chính là phàn nàn bọn họ thất bại như thế nào những tài liệu này ý nghĩa không lớn chỉ làm cho lăng hàn biết rõ đế lộ toàn khốc cỡ nào hắn chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn cần phải tự mình đi mới biết lăng hàn lắc đầu ngay cả cửu dương thánh nhân cũng có thể đi huống chi chúng ta đại hắc cầu động viên mọi người may mắn cửu sơn thánh nhân không ở đây nếu không nhất định sẽ đánh tên đệ tử bất hiếu lại dám miệt thị tổ sư ra như vậy. Hơn nữa, nơi này không phải là cửu dương tinh, chỗ này không có âm hồn bất tán của cửu dương thánh nhân, nói không chừng nửa đêm hắn sẽ tìm đại hắc tổ báo mộng. Lăng Hàn tràn ngập lòng tin vào đế lộ, hắn nhíu mày, nói. Mấu chốt là, đế tộc khẳng định sẽ bố trí cửa ải, sẽ không cho phép chúng ta đi vào. Mọi người nghe xong, tất cả đều gật đầu. Lăng Hàn, Đinh Thụ, Thủy Nhất là người cạnh tranh cường đại trong đế lộ, cho nên, các đế tộc hy vọng đá bọn họ ra ngoài, từ đó cắt đứt khả năng thành đế của bọn họ. Nhưng thủy nhất, Dương Dịch Hoàn đều có đế tộc hỗ trợ, bọn họ không cản được, Vạn Đạo cũng có lai lịch không nhỏ, cho nên bọn họ sẽ ngăn cản lang Hàn cùng binh thụ. Những đế tộc này chỉ cần thay phiên xuất động thánh nhân, mang theo đế binh canh giữ ở nơi vào, cho dù là cửu sơn thánh nhân cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Xông vào, một con đường chết, chính diện đối kháng đế binh, cho dù là chuẩn đế cũng không làm được. Lang Hàn có thể dịch dung, thậm chí hắn có thể cải biến linh hồn ba động đây không phải là bí mật gì, cho nên, lần này đế tộc khẳng định sẽ để phòng Lăng Hàn chui vào sơ hở. Còn muốn trộm lẻn vào, khó như lên trời. Vậy làm sao bây giờ? Đại Hắc Cầu nghĩ đến điểm này, nếu như đế tộc thực sự không biết xấu hổ như thế, như vậy sẽ khó làm. Đi xem tình huống trước, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, mọi người lập tức xuất phát đi về hướng Đồng Nguyệt Tinh. Đó chính là điểm xuất phát của đế lộ, chỉ có tiến vào từ nơi này, mở ra hành trình xung kích đế lộ. Tin tức đế lộ truyền ra ngoài, nhưng mà trên thực tế đế lộ còn chưa chính thức mở ra chỉ có điểm báo trước nơi đó có cánh cửa đá đứng sừng sướng giống như thách thức thời gian cánh cửa đá quá lớn thậm chí còn lớn hơn cả đồng nguyệt tinh cho nên cách một tinh cầu người ta bị hấp dẫn ánh mắt không phải là tinh cầu mà là cánh cửa đá khổng lồ kia có lẽ không nên nói đế lộ bắt đầu từ đồng nguyệt tinh mà là đồng nguyệt tinh vừa vặn nằm ở điểm xuất phát của đế lộ nhìn thấy cánh cửa đá này lăng hàn cảm thấy tâm thần rung động hắn đã gặp qua cánh cửa đá như vậy hoặc nói hắn đã gặp qua phiên bản thu nhỏ của cửa đá không trọn vẹn thời điểm hắn vượt qua tiên môn gặp được tiên môn thứ tư chính là cánh cửa đá đó nhưng nó không trọn vẹn hắn hao hết toàn bộ sức mạnh mới đẩy ra cũng bởi vậy đặt vững cơ sở cường đại của hắn có thể liên tiếp quét ngang cùng dai hiện tại hắn nhìn thấy cánh cửa đá lại có cảm giác nao nao chẳng lẽ đế lộ là thiên địa tự nhiên hình thành đế lộ này sắp mở ra sẽ có người thành đế tham gia nói không chừng sẽ có an bài trước. Mặc dù một ít người không có dã tâm thành đế cũng hy vọng tìm được cơ duyên trong đế lộ, từ đó làm bản thân mạnh hơn. Bởi vậy, người tới rất nhiều, trên có tôn giả, dưới có chút cơ cảnh. Nhưng mà người tiến vào không hạn chế cảnh giới trừ thánh nhân ra, bất kỳ cảnh giới gì cũng có thể đi vào, nhưng trên thực tế còn có một hạn chế ẩn hình, đó chính là tuổi tác. Cùng là một ngàn tuổi, sinh đan cảnh có thể vào nhưng chú đỉnh không được, đồng là thời một vạn tuổi, tiểu thừa cảnh có thể nhưng hóa linh cảnh lại không được. Nói cách khác, chỉ có người trẻ tuổi mới có tư cách đi vào đế lộ. chương 4835, lại tới một người. Theo thời gian trôi qua, người đến đồng nguyệt tinh càng ngày càng nhiều. Nhiều đến trình độ gì, người khắp đồi núi, muốn dựng lêu vải cũng khó. Không có biện pháp, mặc dù tinh cầu là quái vật khổng lồ, nhưng bây giờ gần như người trong tinh không đều chạy tới, làm sao có thể không chen chúc. Vấn đề là, người là người trẻ tuổi cũng thôi những lão đầu râu tóc bạc trắng cũng tới tham gia náo nhiệt các ngươi khẳng định vào không được cũng mặc kệ mặc kệ tuổi tác gì mặc kệ tuổi tác liên quan người người đều muốn đi vào đế tử trạch đế tử hiên đế tử minh qua vài ngày sau thế hệ hoàng kim cũng đi tới hiện tại thế hệ hoàng kim mạnh nhất đã đạt tới tôn giả hoàn toàn có thể đạp lên con đường tranh phong đế lộ mà thời gian vừa lúc rất tốt bọn họ đều là tôn giả có thể xưng là chiến lược mạnh nhất trong đế lộ như vậy, ai có thể tranh phong với bọn họ? Lịch sử dùng sự thực chứng minh, người có thể thành đế đều xếp trước 3 trong đế lộ, kém cỏi nhất cũng là trước 10, nhưng số này ít tới mức thương cảm. Cho nên, nếu như thế hệ hoàng kim chiếm hết top 10, chẳng khác gì gì chiếm sạch khí vận thiên địa, cái gì dương dịch hoàn, vạn đạo có thiên phú cao hơn bọn họ thì thế nào, thiên địa sẽ không yêu quý. Lại nói, thế hệ hoàng kim hoàn toàn có thể giết người trong đế lộ, đây chính là một bí cảnh, bí cảnh tranh chấp, sinh tử tự chịu đây là quy củ các thế lực ngầm thừa nhận vô số thiên tài tới đây nhưng không có ai trói mắt bằng thế hệ hoàng kim đúng vậy dương dịch hoàn đinh thụ thủy nhất vạn đạo quật khởi mạnh mẽ nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn ngủi hơn nữa còn chưa giao phong chính diện với thế hệ hoàng kim cho nên mọi người vẫn cho rằng thế hệ hoàng kim châu bỏ nhất lang hàn xếp bằng ở một bên hắn nhìn các đế tử tới đều là người cường thế không gì sánh được lần này là lần sàng lọc trọng yếu nhất trên con đường thành đế bởi vì dựa theo lịch sử, nhiều nhất chỉ có 10 người có tư cách tranh đoạt đế vị, cho nên, lần này về sau, cách cục thành đế sẽ sáng tỏ. Đây là cơ hội cuối cùng để vượt lên, nếu không đạt được đại cơ duyên trên con đường thành đế, nói không chừng thế hệ Bạch Ngân cũng sẽ xoay người thành chủ nhân. Mỗi người đều tràn đầy dã tâm, tất cả đều nhắm vào đế vị duy nhất. Thành đế, danh lưu vạn cổ, lực áp thiên địa. Có ai nhớ kỹ kẻ thất bại, từng ngày trôi qua, thiên tài tới càng ngày càng nhiều, có người chưa từng nghe nói qua, bây giờ lại không biết xuất hiện từ nơi nào cũng làm cho người ta sợ hãi thán phục thì ra còn có nhiều thiên tài khiêm tốn như thế rất nhanh dương dịch hoàn cũng đến hắn bình thản không có việc gì dù cho đối mặt đế lộ cũng không sinh ra ba động việc này cũng làm lăng hàn kinh ngạc bởi vì nói thật lăng hàn tràn đầy tưởng tượng cùng ước mơ đối với đế lộ còn có một tia kính nể nhưng dương dịch hoàn quá chấn định tỉnh táo đến mức khó nói thành lời đương nhiên hắn được nhạc thánh nhân hộ tống tới mà tên thánh nhân kia vô cùng khiêm tốn, chắp tay trước ngực, nếu không phải nhìn thấy tận mắt, có ai cho rằng có thánh nhân như thế không? Xé rách không gian, một bàn tay màu xanh xuất hiện, sau đó có một lão giả áo xanh xuất hiện, phía sau hắn có một thanh niên mặc hoàng bào màu tím, trên người tỏa ra khí chất uy nghiêm. A, à, người kia là ai? Các đế tộc cũng kinh ngạc, bởi vì lão giả mặc áo xanh này là một tên thánh nhân, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không biết lão giả này là ai. Trời ạ, à, đã xảy ra chuyện gì? lúc nào thánh nhân không đáng giá như vậy từng người bỏ ra ngoài dương huynh người đã đến lúc mọi người suy đoán thân phận của một già một trẻ chỉ thấy thanh niên áo bảo tím lại chào hỏi dương dịch hoàn cái gì người này quen biết dương dịch hoàn t dương dịch hoàn bước ra từ trong ma vụ làm sao có người quen cũ hà huynh dương dịch hoàn cũng cười cười hắn gật đầu với thanh niên áo bảo tím đúng là quen biết cũ tất cả mọi người nói thầm thanh niên áo bảo tím có lai lịch gì đạo hiếu xưng hô như thế nào hồng quang thánh nhân chắp tay hỏi lão giả áo xanh lão giả áo xanh rất cao ngạo cũng không có trả lời hồng quang thánh nhân tức giận hắn cũng là thánh nhân hơn nữa còn là thánh nhân của đế tộc người kiêu ngạo như vậy làm gì đạo hiếu người quá mức rồi hắn vươn tay hóa thành bàn tay che trời bắt lấy lão giả áo xanh vô chi lão giả áo xanh hừ một tiếng trong hai mắt bắn ra hai thanh kiếm đen xoát 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 kiếm cắt qua bàn tay kiếm ảnh chém nát bàn tay kia Ngô, hồng quang thánh nhân rên rỉ, chỉ thấy trong tay phải của hắn xuất hiện máu tươi. Bàn tay bị chém nát, hắn cũng bị phản phệ, chịu chút vết thương nhẹ. Mọi người đều hoảng sợ, phải biết hồng quang thánh nhân chính là thánh nhân tam tinh, có thể dễ dàng tổn thương hắn như thế, lão giả áo xanh chí ít cũng là thánh nhân ngũ tinh. Hồng quang thánh nhân ăn thua thiệt, hắn lại thẹn quá hóa giận. Ta là thánh nhân đế tộc, người dám lấn ta. xèo! hắn vận dụng đế binh, đó là cái đỉnh màu vàng óng. Ông, cái đỉnh vàng óng tỏa ra khí thức nguy hiểm trên đỉnh có lạc ấn đao quang kiếm ảnh thân đỉnh rung động và những binh khí này tỏa sáng đế binh sắp thức tỉnh chém thánh nhân như làm thịt gà lão giả áo xanh không sợ hãi chút nào đỉnh đầu xuất hiện một cây dù màu đỏ như máu phía trên vẽ đầy đầu lâu màu trắng cây dù tỏa ra sát ý và uy nghiêm đáng sợ cái gì các đế tộc đều kinh sợ đế binh đây tuyệt đối là đế binh ai có ai nghĩ tới thánh nhân thần bí xuất hiện lại mang theo đế binh đây là đế tộc nào? Chưa từng nghe nói có đế binh như thế. Trời ạ, à, lại là đế tộc ẩn giấu. Việc này làm đế tộc cả kinh, thì ra trừ bọn họ ra, còn có đế tộc ẩn thế. Đế binh đấu đế binh, hồng quang thánh nhân không còn tính tình, đế binh va chạm nhau, khả năng kết quả chính là lưỡng bại câu thương, hơn nữa hắn là thánh nhân tam tinh, khẳng định không thể đánh lại đối phương, bởi vậy, dù cho đế binh liều mạng phân thắng bại, hắn cũng là kẻ không chịu nổi trước tiên. Như vậy đấu cái cọng lông. Một trận đại chiến biến mất trong vô hình, hồng quang thánh nhân tự nhiên mất hết thể diện, hắn tức giận ngồi ở một bên, hắn có trách nhiệm hộ đạo cho đế tử, bằng không hắn đã phất tay áo rời đi. Hắn không chịu nổi mất mặt như thế, lang hàn cũng kinh ngạc, thanh niên áo bảo tím xuất thân đế tộc nào. Phải biết, mặc dù Dương Dịch Hoàn vẫn khách khí với mọi người nhưng hắn kiêu ngạo từ trong xương, nhưng nhìn thái độ của hắn với thanh niên áo bảo tím lại mang một tia kiêng kỵ. Chỉ có lúc đối mặt với đại địch mới có thể có sắc mặt như thế lại thêm đối thủ mạnh mẽ. lang Hàn nói thầm, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, hắn chỉ có hưng phấn. Đế lộ mở ra, không biết là ai đột nhiên kêu lên một tiếng, chương 4836, bị cản trở. Âm ầm, tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, cánh cửa đá lớn hơn tinh cầu đã mở ra. Đế lộ, chính thức mở ra, lúc này, đế tử cùng nhau hành động, bọn họ lập tức xuyên qua khe hở tiến vào bên trong. Cửa đá quá lớn, cho dù chỉ là khe hở cũng đủ cho mọi người tiến vào, hoàn toàn không cần tranh đoạt ai vào trước vào sau. Nhưng những người khác muốn vào lại không đơn giản như vậy. Thánh nhân đế tộc liên thủ, phàm người không phải đế tộc đều phải tiếp nhận bọn họ kiểm tra nghiêm khắc. Khốn kiếp, bọn chúng nhắm vào mình sao? Lang Hàn biết rõ, mình giết mấy tên đế tử đã kết đại thù với đế tộc, trước đó còn có cửu sơn thánh nhân thêm đế binh uy hiếp, hiện tại đã không thể ngăn cản được, đương nhiên đế tộc sẽ trừ hắn cho thống khoái. Dù sao tinh không quá lớn, đế tộc trong thời gian ngắn không tìm ra hắn, vậy cũng không có khả năng cho hắn tiến vào đế lộ, dựa vào cái gì cho hắn đạt được đại tạo hóa. Lăng Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn, từng người bị thánh nhân kiểm tra mới có thể bước vào cửa đá. Cửa đá này quá lớn, tốc độ mở ra cũng quá chậm, qua thời gian nửa ngày nhưng cửa đá còn chưa mở ra hoàn toàn. Lão gia tử đến rồi, Lăng Hàn ngẩn ra, hắn nhận được cửu sơn thánh nhân đưa tin. Sau khi hắn bay tới nơi, cửu sơn thánh nhân lập tức bước tới. Lão phu đưa các ngươi đi vào cửu sơn thánh nhân nói trên mặt mang theo tức giận khốn kiếp bọn chúng dựa vào phương pháp này chặt đứt con đường thành đế của lăng hàn lão gia tử ngài cũng đừng kích động lăng hàn vội vàng nói chỗ đó có một đống thánh nhân trong tay không ít người đều mang theo đế binh đấy cửu sơn thánh nhân lắc đầu không sao hắn nhất định phải thử nếu bỏ lỡ cơ hội lần này lăng hàn có khả năng sẽ vô duyên đế vị cho nên cho dù có gặp nguy hiểm hắn cũng muốn làm liều một phen Hắn nắm lấy đám người lăng hàn, oanh, thân thể cất bước đi tới cánh cửa. Cửa đá còn lớn hơn cả tinh cầu, cho nên Cửu Sơn Thánh nhân chỉ cần tiếp cận là có thể ném đám người lăng hàn đi vào trong cửa đá. Cửu Sơn, chờ ngươi rất lâu, nhưng mà lập tức có hai tên thánh nhân tiến lên ngăn cản, cũng lao tới công kích Cửu Sơn Thánh nhân. Bành, đạo tác đan vào nhau tỏa ra thần quang đáng sợ, không gì không phá. Cửu Sơn Thánh nhân không thể không lui về phía sau, hắn chỉ là thánh nhân nhất tinh nhưng hai người công kích hắn đều là tam tinh phải biết cho dù tranh lệch một tinh thực lực thánh nhân sẽ có tranh lệch cực lớn huống chi là hai tinh liều mạng chỉ có một con đường chết ngươi muốn hộ tống tên tiểu bối lăng hàn đi vào một tên thánh nhân xuất thủ quát giao ác tử này ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết cửu sơn thánh nhân không quan tâm hắn chỉ có thể dùng toàn lực phá vây nhưng vô dụng hai tên thánh nhân tam tinh toàn lực phong tỏa cho dù cửu sơn thánh nhân không tiếc liều mạng cũng không có khả năng xông ra được thực lực chênh lệch quá lớn. Ha ha, không phải ngươi cũng có đế binh sao, tại sao không cần. Hai tên thánh nhân còn trào phúng, cửu sơn thánh nhân không hề ham chiến, hắn lập tức người rời đi. Các thánh nhân khác đang thức tỉnh đế binh, muốn cấp cho hắn một kích chí mạng. Cho nên, hiện tại chỉ có rút lui, cũng không tin những thánh nhân này dám ở đây mãi. Thủ không được lâu, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Còn tốt cửu dương thánh nhân đi kịp thời, chậm một chút nữa, đám thánh nhân sẽ hình thành xu thế vây kín, khi đó hắn chỉ có thể lưu lại tử chiến mà tử chiến chỉ có một con đường chết cửu dương thánh nhân mang theo đám người lăng hàn đi một vòng sau đó lại lặng lẽ quay về đồng nguyệt tinh chuẩn bị tùy thời hành động hắn thử mấy lần tất cả đều thất bại có hai lần cực kỳ nguy hiểm kém chút xong đời lăng hàn khuyên nhủ được rồi lão gia tử chúng ta không đi ta cũng không tin không đi vào đế lộ thì ta không cách nào thành đế hắn tràn đầy lòng tin chỉ cần tu vi liên tiếp hát vang tiến mạnh hắn nhất định có thể thành đế. Cửu Sơn Thánh Nhân không đồng ý, lịch sử đã vô số lần chứng minh, đại đế nhất định phải xông vào đế lộ và trổ hết tài năng. Có thể, hắn nhất định phải sáng tạo cơ hội cho Lăng Hàn. Chờ lâu mấy ngày, hắn nói, cùng lắm mấy người vào chậm một năm nửa năm, đám Thánh Nhân các người có thể mang theo đế binh canh giữ ở nơi đây mãi sao. Bởi vì người tiến vào quá nhiều, cho dù có Thánh Nhân kiểm tra, tốc độ cũng không nhanh được, trên đồng nguyệt tinh kín hết người, nhưng mọi người có giận mà không thể nói gì, đây chính là đế tộc, bá đạo, không thèm nói đạo lý thì thế nào. Lúc này 10 ngày qua đi, để Lăng Hàn kinh ngạc chính là, Dương Dịch Hoàn và thanh niên áo bảo tím không vội tiến vào đế lộ, hai người gì tai thì thầm, cũng không biết đang nói cái gì. Ông, một đạo khí tức đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, trái tim mọi người như nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau đó có một bóng người xuất hiện, là tiểu hòa thượng 15-16 tuổi, thân mang cà sa màu xám, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt mang theo sát khí bản thân không giận tự uy đa gia phật sao hắn tới đây chuẩn đế xuất hiện tất cả mọi người đều bồn chồn cho dù là thánh nhân đế tộc cũng đổ mồ hôi lạnh thời thế hiện nay đại đế không ra chuẩn đế vô địch trước mặt người mạnh nhất thiên hạ đế tộc cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi bái kiến đa gia phật chỉ thấy một thanh niên đi ra hắn cũng khoác cả xa nhưng đầu lại giữ mái tóc đen nhánh sau đầu còn có phật quang tỏa ra khí chất an lành phổ độ chúng sinh Đa gia Phật nhìn thoáng qua hắn, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Ngươi là đệ tử đời thứ mấy của A Hàm, đệ tử đích truyền đời 93, thích giải, bái kiến nhị tổ sư. Tăng nhân trẻ tuổi hành Phật lễ, đa gia Phật nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt lộ ra hung quang, nhưng cuối cùng hắn không có xuất thủ, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Dịch Hoàn và thanh niên áo bảo tím. Chuẩn đế chính là chuẩn đế, Dương Dịch Hoàn và thanh niên áo bảo tím trước đó bình thản, hiện tại bị đa gia Phật nhìn chầm chầm như thế, bọn họ vô cùng cung kính. Đó là việc đương nhiên, chuẩn đế đấy, gần như mạnh nhất thiên hạ. Bái kiến đa gia đại nhân, hai người này bái chào cung kính hành lễ với đa gia Phật. Đa gia Phật nhìn hai người này, sau một lúc mới nói. Đây là lần thứ mấy các ngươi đi vào đế lộ rồi. Phốc, nghe nói như thế, tất cả mọi người khiếp sợ. Cái gì gọi là lần thứ mấy đi đế lộ, đế lộ còn có thể đi mấy lần. Phải biết, Đế lộ cách mấy ngàn vạn năm mới có thể mở ra một lần, cho nên, ai có thể sống lâu tiến vào đế lộ hai lần. Hai lần đã khó có khả năng, sao là có chuyện mấy lần. Ta đi mười một lần, Dương Dịch Hoàn thản nhiên nói. Chín lần, thanh niên áo bảo tím cũng không có cao ngạo, hắn cung kính trả lời. Cái này, làm sao có thể, đương nhiên có khả năng, Lăng Hàn nói thầm trong lòng. Hai người này đều dùng thái cổ nguyên nê phong bế thọ nguyên trôi qua, cho nên, cách mỗi mấy ngàn vạn năm, chờ đến khi đế lộ mở ra sẽ khôi phục, tự nhiên có thể tiến vào đế lộ lần nữa. Nhưng việc này cũng quá biến thái, chương 4837, một cánh cửa khác. Thì ra, đế lộ không phải chỉ có thể đi một lần. Người bình thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối, mà đế tộc lại rất nghiêm túc. Một người đi đế lộ 9 lần, một người đi 11 lần, bọn họ có bao nhiêu cơ duyên trong đế lộ. Cho nên, bọn họ có thể không mạnh sao, đa gia Phật bộc phát sát khí, dường như có ý xuất thủ nhạc thánh nhân và lão giả áo xanh kinh hãi tất cả như lâm đại địch chuẩn đế uy hiếp có ai không sợ đa gia đại nhân xin xem mặt mũi chủ nhân không nên động binh qua thánh nhân áo xanh vội vàng nói giọng nói vô cùng cung kính cũng không có kiểu ngạo đa gia phật hừ một tiếng ta còn khinh thường xuất thủ với tiểu bối nghe nói như thế hai tên thánh nhân đều thở ra chuẩn đế nói một lời như là pháp chỉ đa gia phật nhìn đám thánh nhân đế tộc khác các ngươi cũng không biết xấu hổ, nhiều người như vậy lấy lớn hiếp nhỏ. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ đang bất bình thay Lăng Hàn sao? T, như vậy lớn chuyện rồi. Đế tộc dám lấn cửu Dương Thánh nhân chỉ là nhất tinh, là hạng chót trong thánh nhân, hơn nữa, hắn cũng không có đế binh trong tay, cho nên hắn không có tư cách hiếu chiến đế tộc. Nhưng đa gia Phật khác biệt, chuẩn đế, hiện tại đa gia Phật muốn làm chỗ dựa cho Lăng Hàn, bọn họ chọc nổi sao? Không nghĩ tới, thì ra đa gia Phật thực sự xem trọng Lăng Hàn nhưng vào lúc này đột nhiên đa gia phật xuất thủ hắn bắt lấy lăng hàn từ đằng xa và cất bước rời đi trên đầu bộc phát kim quang và rời đi a à, đừng nói các đế tộc đều sướng sờ cho dù là cửu sơn thánh nhân cũng ngây người đây là tình huống như thế nào không phải người ra mặt cho lăng hàn sao tại sao mang người chạy đi trong tinh không xa xôi tại một viên tinh cầu âm u lạnh lẽo đa gia phật ngừng lại sau đó ném đi ném lăng hàn sang một bên đa gia tiền bối lăng hàn chắp tay hành lễ hắn cũng không dám làm càn vị này chính là kẻ tâm ngoan thủ lạt thánh nhân chết trong tay hắn nhiều tới dọa người tuy nói hắn nhìn mình với con mắt khác nhưng hắn cũng là kẻ hỉ nộ vô thường đa gia phật đứng chắp tay thản nhiên nói có phải ngươi rất tức giận khi bị người ta ngăn cản bên ngoài đế lộ là có chút lăng hàn đàng hoàng gật đầu trước mặt vị này nên nói thật mới tốt nhưng hắn lập tức tươi cười nhưng mà cho dù không thể đạp lên đế lộ Vãn Bối cũng không cho rằng mình không thể thành đế. Đa Gia Phật bật cười, "Ngươi rất có tự tin." Lăng Hàn cười hắc hắc, hắn cũng thừa nhận lời này. Đa Gia Phật trầm ngâm một chút, nói, "Ta có thể đưa ngươi trở về, bảo đảm không người nào dám cản ngươi. Nhưng mà, ta cũng có thể chỉ dẫn ngươi một cánh cửa khác, nó cũng có thể tiến vào đế lộ, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm, ngươi có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Ngươi lựa chọn loại nào?" Lăng Hàn không chút do dự, nói, "Ta chọn con đường thứ hai." nương theo nguy hiểm, bình thường đều là cơ duyên. Đa gia Phật tươi cười, nói, rất tốt, ta không có nhìn lầm ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi. Lang Hàn vội vàng nói, đa gia tiền bối, ta có thể mang theo mấy người hay không? Còn có nữ hoàng, đại hắc cẩu đấy. Không thể, đa gia Phật lạnh lùng cự tuyệt, xem ra vị này không phải người làm từ thiện, mà là đại ma đầu giết thánh nhân. Lăng Hàn không tiếp tục nói, hắn không thể bởi vì đa gia Phật xem trọng mà đưa ra yêu cầu khác. Nhân gia cũng không phải cửu sơn thánh nhân, Đa gia Phật đi phía trước, Lăng Hàn vội vàng theo phía sau, hắn lấy thần thức cảm ứng, lại kinh ngạc, bởi vì tinh cầu này có địa mạch nhưng giống như thoi thóp, sắp chết. Hắn không thể vận dụng tinh bộ, bởi vì địa khí quá yếu. Nhưng mà có Đa gia Phật ở đây, trên đời này có ai tổn thương hắn? Nhưng Đa gia Phật đi quá nhanh, Lăng Hàn dần dần rơi lại phía sau. Lăng Hàn không có mở miệng bảo Đa gia Phật đi chậm một chút, mà là vận chuyển Phượng Dực Thiên Tường, thân thể lao nhanh không để bị đa gia Phật bỏ lại, hai bên kéo gần khoảng cách. Đa gia Phật hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người đạt được chân hoàng truyền thừa. Vận khí, vận khí, lang hàn mười phần khiêm tốn nói. Đúng thế, nếu không có tiểu hồng điểu, hắn vào xào huyệt chân hoàng cũng sẽ bị nhốt bên trong, nếu không phải lão tổ hỏa phu tộc tự cho là thông minh. Chân Hoàng sẽ đoạt xá tiểu hồng điều, đồng thời cũng không xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới đa gia Phật lại tiếp một câu, vận khí cũng là một bộ phận thực lực, Lăng Hàn tươi cười, lại đi một hồi, đa gia Phật ngừng lại. Hắn bắt đầu vẽ trận pháp trên mặt đất, huyền diệu không gì sánh được, dù Lăng Hàn là trận đạo tông sư cũng không hiểu. Đây là trận pháp thánh cấp, thậm chí đế cấp, đa gia tiền bối, không nghĩ tới người còn tinh thông trận pháp. Lăng Hàn vuốt mông ngựa, nếu ngươi sống đủ lâu, tự nhiên cũng sẽ đi học những thứ khác. Đa gia Phật thản nhiên nói, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn không cần sống được quá lâu, bởi vì hắn ngộ tính quá cao, ngươi xem, võ đạo, trận đạo, đan đạo, hắn không gì không giỏi, chỉ cần niệm lực tăng lên thì hắn có thể tiếp xúc với trận pháp thánh cấp. Hắn không thể nói ra lời này, quá trang bức, có khả năng sẽ bị đa gia Phật đánh chết. Ân, không nói, rất nhanh, trận thành, đa gia Phật thi pháp, trận pháp kích hoạt, lúc này có một cánh cổng ánh sáng xuất hiện và xoay tròn. Tới, đa gia Phật nói, đây là đường đi thông đế lộ, Lăng Hàn hỏi, không, đa gia Phật lắc đầu, đi tới nơi nào, âm phủ. Phốc, Lăng Hàn giật mình, âm phủ. Chúng ta không phải đi con đường khác sao, tại sao đi âm phủ? Hơn nữa, âm dương tương cách, có giới bích tồn tại, người vẽ một cái trận pháp là có thể thông tới âm phủ, việc này không thể làm tùy ý. Viên tinh cầu này chính là một trong những nơi yếu nhất của giới bích. Đa gia Phật giải thích một câu, Lăng Hàn không ngu ngốc, lập tức giật mình nói, con đường khác đi thông đế lộ là ở âm phủ, khó trách điểm mạch của tinh cầu này giống như chết, khẳng định đã bị âm phủ ảnh hưởng trẻ con dễ dậy đa gia phật tươi cười không tệ bởi vì âm dương đối lập người đi từ âm phủ đánh vào đế lộ cần trải qua khó khăn trùng trùng ta không sợ lăng hàn lập tức đáp hắn tràn ngập lòng tin khó trách đa gia phật không cho hắn mang người khác đi bởi vì đi âm phủ quá mức nguy hiểm mang theo đám người nữ hoàng chỉ hại bọn họ cho nên hắn phải đi một mình đa gia phật đi đầu tiến vào trong cánh cổng ánh sáng lăng hàn vội vàng cũng đuổi kịp sau khi đi mấy bước hàn ý đáng sợ xâm nhập thân thể Âm phủ, Lăng Hàn sinh ra cảm giác quen thuộc, đây là lần thứ mấy hắn tiến vào âm phủ. Đa gia Phật đi ở phía trước, Phật quang bao phủ sau đầu, hắn chẳng khác gì mặt trời trong âm phủ lờ mờ. Trường 4838, Đạp Đế Lộ. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa có lượng lớn âm hồn xuất hiện và lao tới gần bọn họ. Sinh khí của Đa Gia Phật quá mạnh, cho nên càng kéo thù hận. Những âm hồn này thực lực không giống nhau, có trúc cơ, cũng có chú đỉnh, còn có hóa linh, tiểu thừa cảnh, tất cả lao tới như ong vỡ tổ chuẩn đế sức sống mênh mông như biển ở trong âm phủ sẽ biến thành dụ hoặc không gì sánh bằng đối mặt nhiều âm hồn như vậy đa gia phật không có xuất thủ hắn cứ bước đi âm hồn tới gần hắn trăm tượng sẽ hóa thành mảnh vỡ và quay về thiên địa ở âm phủ đa gia phật như dẫm trên đất bằng có âm thánh xuất hiện rình mò nhưng căn bản không dám ra tay ở trước mặt chuẩn đế âm thánh chính là cạn bã nhìn lâu như thế còn chưa đủ sao đa gia phật từ tốn nói Phật quang sau đầu sáng lên và hóa vi đà sử đâm vào âm thánh. Phốc, tên âm thánh bị định trụ thân thể, căn bản không có cách trốn tránh, hắn bị đánh hôi phi yên diệt. Châu bò, đây chính là thánh nhân A, cho dù là âm thánh, không cường đại bằng thánh nhân dương gian, nhưng bị một kích miểu sát đủ làm người ta sợ hãi. Chuẩn đế phát huy kinh thiên động địa, mặc dù ở âm phủ nhưng đa gia Phật lại như đi vào hậu hoa viên nhà mình, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện cánh cửa đá khổng lồ a à, nơi này có cánh cửa đá lăng hàn kinh ngạc cánh cửa đá này rất giống cửa đá tại đồng nguyệt tinh cổ điển đại khí nhưng độ lớn khác nhau hiện tại cánh cửa này đã mở ra hoàn toàn phía trước xuất hiện thô nghi đạo nhưng không có âm hồn nào tiến vào giống như đây là cấm địa đi thôi đa gia phật nói đa tạ tiền bối lăng hàn cung kính thi lễ một cái không ô đa gia phật hắn căn bản không có khả năng tiến vào đế lộ đa gia phật gật đầu hắn quay người rời đi tiền bối tại sao ngươi phải giúp ta? Lăng Hàn không nhịn được đòi, đa gia Phật đã là chuẩn đế, hắn đã mạnh nhất thiên hạ, chẳng lẽ hắn còn cần mình hồi báo sao? Một thời đại mới đã tới, nhân tài như ngươi nên nhiều thêm vài người đứng ra ngăn cản Thủy Triều. Đa gia Phật nói, sau đó hắn bước đi, một cánh cửa màu vàng xuất hiện, hắn đi vào và biến mất. Ngươi cũng nên nói rõ chứ, Lăng Hàn cũng biết thời đại mới đã tới, ngươi xem, người như Thủy Nhất, Phạn Đạo, Đinh Thụ đều xuất hiện thành tốt, Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Vấn đề là, thời đại này xảy ra chuyện gì? Âm hồn loạn thế, biển máu ngập trời, thánh nhân như chó. Lăng Hàn không cách nào hỏi tiếp, bởi vì đa gia Phật vừa đi, vô số âm hồn cũng xem hắn thành mục tiêu và xông lên. Hắn vội vàng chạy vào trong cửa đá. Phía trước là thông đạo không có điểm cuối, hàn khí lạnh lẽo đánh tới, thậm chí còn lạnh hơn âm phủ gấp 10 lần. Lăng Hàn vội vàng mở tinh thần hộ thuẫn xua tan hàn khí, sau đó hắn tiến vào bên trong nơi này lờ mờ tối tăm, hắn không thể đi quá nhanh. Ha ha, hiện tại Dương Dịch Hoàn, Vạn Đạo, thế hệ Hoàng Kim đều cho rằng hắn không thể bước vào đế lộ, nếu lúc đối mặt bọn chúng sẽ khiếp sợ cỡ nào. Ân, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn cải biến dung mạo của mình, như vậy mới tạo ra kinh hỉ to lớn. Ta không có đạp lên đế lộ, cho nên cho dù chết bao nhiêu đế tử cũng không liên quan gì tới ta. Hắn thì thào tự nói, hiện tại, hắn đánh không lại thế hệ Hoàng Kim, nhưng chờ hắn bước vào giáo chủ, hắn tin tưởng thế hệ hoàng kim phải quỳ trước mặt hắn thông đạo này rất dài sau khi đi được một ngày cuối cùng cũng không còn tối tăm nữa mà là xuất hiện một tia sáng đồng thời nhiệt độ cũng tăng lên hắn nhìn thấy phía trước có một đám bóng đen xem bộ dáng có điểm giống thi thể lăng hàn cẩn thận đi tới nơi này có lẽ có sinh vật nguy hiểm mai phục nếu hắn sơ ý có lẽ sẽ bị đánh lén sau khi đi tới hắn nhìn rõ ràng quả nhiên đây chính là thi thể nhưng mà thi thể này khác với những thi thể mà Lăng Hàn gặp được. Sinh linh thế gian đông đảo, cho nên thi thể hình thù kỳ quái Lăng Hàn cũng thấy nhiều, nhưng thi thể này mọc ra tóc đỏ nhưng trong cơ thể không có vật gì. Nói cho đúng đây là tấm da người, da người mọc ra tóc đỏ, không tồn tại huyết nhục xương cốt, nhưng nó lại tạo thành hình người, đây là điểm làm Lăng Hàn hiếu kỳ. Huyết nhục đâu, xương cốt đâu, bị người ta móc ra, nhưng ai nhàm chán như vậy, lột ra một người, hơn nữa không có chút tổn hại hơn nữa tóc màu đỏ là cái quỷ gì áp lực cực lớn bộc phát sắc mặt lăng hàn trắng bệch hắn liên tục lui về phía sau và không thở nổi t thật đáng sợ lăng hàn chấn kinh ra người tóc đỏ có lai lịch gì tại sao hắn cảm thấy áp lực thánh cấp nếu không phải là hắn đổi thành người thứ hai chỉ sợ trái tim đã bị đánh nổ chẳng lẽ đây là gia thánh nhân hắn run rẩy hung thủ kia là ai cùng loại với chuẩn đế như đa gia phật hay hắn bị đa gia phật giết vị kia thật có thể làm được cũng không phải chưa từng gặp qua. Lại nói, con đường này cũng là đa gia Phật chỉ dẫn, cho nên, nơi này có thánh nhân bị đa gia Phật lột ra cũng bình thường. Nhưng vấn đề là, tại sao đa gia Phật lại lột ra thánh nhân tại đây? Không đúng, Lăng Hàn nhìn gương mặt của gia người, gương mặt này còn mang theo biểu lộ, nhưng cũng không phải là sợ hãi hoặc là oán hận, mà là không cam lòng. Bị người lột ra, hẳn không có sợ hãi mà là không cam lòng. Lăng Hàn dừng ở đây thật lâu, lúc này hắn mới cất bước đi lên phía trước. Đi không bao xa, hắn lại thấy được một bóng đen. Lại tới, hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên đây cũng là một bộ da người, trên da mọc ra tóc đỏ. Nhìn tấm da người này, trong lòng lăng hàn sinh ra hàn ý khó tả. Ồ, bên cạnh da người, hắn phát hiện một hàng chữ, kỳ thật cũng chỉ có mấy chữ, viết, không cam lòng, thật sự là không cam lòng, sau đó không có, không cam lòng, đúng thế, Lăng Hàn dựa vào nét mặt của gia người và nhìn ra vấn đề, đối phương không cam lòng. Như thế, người không sợ hậu thế luyện người thành tiên thì sao? Lăng Hàn nghĩ một lát, tiếp tục đi lên phía trước. Quả nhiên, sau khi đi thêm một đoạn, hắn thấy được thi thể gia người thứ ba, bên cạnh thi thể là một hàng chữ. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn vào, hắn há hốc mồm, chương 4839, vãng sinh lộ. Những văn tự này miêu tả kinh người, đại ý là, người này muốn hoàn dương, đạt được sinh mệnh chân chính. Đạt được sinh mệnh chân chính, vì sao lại có cách nói này? Lăng Hàn sướng sờ, chỉ có một khả năng, chính là âm hồn đã chết. Nhưng âm hồn này còn cơ thể hoàn dương, đạt được sinh mệnh chân chính. Đây là việc làm cho Lăng Hàn khiếp sợ, khó trách những thi thể này có làn da và tóc đỏ, nhưng không có huyết nhục và xương cốt, thì ra bọn họ không có những thứ này. Trên thực tế, âm hồn chỉ là một đoàn linh hồn, căn bản không có thực thể, hiện tại mọc ra làn da, nói rõ cái gì bọn họ thật sự có thể thực thể hóa khốn kiếp con đường này là gì châu bò như vậy có thể giúp âm hồn hoàn dương nhưng lang hàn có thể khẳng định kẻ bị chết chính là âm thánh cho nên âm thánh đi nửa đường ngã xuống từ đó có thể thấy con đường này khó đi cỡ nào vì cái gì chính mình không có gặp được nguy hiểm gì lang hàn nói thầm trong nội tâm chẳng lẽ nguy hiểm chỉ nhắm vào âm hồn chỉ có thể giải thích như vậy nếu không không có đạo lý âm thánh ngã xuống nhưng hắn lại đang yên đang lành một ý niệm xuất hiện trong lòng lăng hàn bước chân của hắn dừng lại đa gia phật sống thêm đời thứ hai người chết đèn tắt đây là việc không thể nghịch chuyển cho nên rốt cuộc làm thế nào sống thêm đời thứ hai tiến vào âm phủ sau đó đi đường này ngay cả âm thánh cũng ngã xuống có thể thấy được con đường này khó đi nhưng chuẩn đế cũng không phải thánh nhân đã mang một chữ đế cho nên muốn nói đa gia phật có thể đi đến con đường này lăng hàn tuyệt đối tin tưởng nếu thật là như thế những cường giả kia chẳng lẽ không phải vĩnh sinh bất diệt rồi lang hàn thì thào chết xong lại đi vãng sinh lộ ngược lại có thể đi một lần đi lần thứ hai sẽ đơn giản cho nên nếu như tên âm thánh này nhắn lại không giả con đường này có thể giúp sống thêm đời thứ hai như vậy cũng khẳng định có hạn chế cực lớn không thể sống lại lần thứ hai bằng không cường giả đỉnh phong trong thiên địa sẽ nhiều như cá giết sang sông lang hàn tiếp tục đi tới kỳ thật đây là suy đoán của hắn không bằng đến hỏi đa gia Phật, vị này khẳng định biết. Vấn đề là đối phương sẽ trả lời hắn sao? Sau khi đi con đường này, Lăng Hàn lại phát hiện thi thể mới. Vẫn là âm thánh, đồng thời lưu lại tiếc núi vô tận. Có chút thi thể có niên đại xa xưa, bởi vậy, cho dù là âm thánh thì thế nào, thi thể đã xuất hiện ăn mòn, nhìn thấy mà giật mình. Lại đi gần nửa ngày, Lăng Hàn nhìn thấy thi thể âm thánh nhiều tới hàng vạn, càng đi về phía sau, hắn thình lình phát hiện có thi thể thế đã xuất hiện xương trắng rất kỳ quái, chỉ có xương sườn, có xương đầu, có rất nhiều xương đùi, không có thi thể nào nắm giữ xương cốt hoàn chỉnh. Lăng Hàn hiểu ra, âm thánh đi càng xa, thực lực càng mạnh, trình độ hoàn dương của bọn họ càng cao, chẳng những mọc ra ra, còn sinh ra xương cốt. Chỉ là từ âm chuyển dương, sống thêm đời thứ hai cũng là hành vi nghịch thiên, cho nên, bọn họ đều ngã xuống trên con đường này. Đi vãng sinh lộ, chỉ ít cũng phải là chuẩn đế sao. Lăng Hàn thì thào, có lẽ có âm thánh vô cùng cường đại cũng được, nhưng dương gian chưa từng nghe nói qua chuyện này đương nhiên cũng không cách nào xác nhận càng đi về phía trước cuối cùng đã không nhìn thấy thi thể âm thánh bởi vì đã đi tới cuối thông đạo phía trước xuất hiện một phiến bình nguyên nhưng mà bành 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 thỉnh thoảng sẽ có dung nham phá vỡ mặt đất bay thẳng lên bầu trời thật đáng sợ lang hàn cách xa như thế cũng cảm ứng được dung nham khủng bố có khả năng miểu sát cả thánh nhân nó cùng cấp bậc với thiên đạo hỏa những dung nham này dâng trào không có quy luật gì cho nên Vùng bình nguyên này rất kinh khủng, có thể miểu sát thánh nhân, làm sao thông sao. Lăng Hàn nghe rằng, đây chính là nguy hiểm đa gia Phật nói tới không. Đúng thế, quá kinh khủng, hắn không cẩn thận sẽ chết. Lăng Hàn cũng không có liều lĩnh, dung nham có thể miểu sát thánh nhân, hắn không thể dựa vào vận khí vượt qua, mặc dù vận khí của hắn rất tốt. Hắn đang quan sát và tìm ra quy luật, lại lộn xộn cũng có quy luật, nếu không, đây chính là tử cục, đa gia Phật làm gì vẽ vời cho thêm chuyện. Lăng Hàn cũng không muốn dùng bảo vật bảo châu, hạn mức cao nhất chính là thánh nhân, cho nên không thể bảo vệ được hắn. Cho nên, chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng hắn quan sát ba ngày, phát hiện dung nham dâng trào đúng là ngẫu nhiên, hoàn toàn không có quy luật gì đáng nói. Khốn kiếp, chẳng lẽ hắn phải theo đường cũ quay về hay sao? a à, bỗng nhiên hắn nhìn thấy có một chiến xa cổ xưa lái qua, oanh, mặc dù dung nham dâng trào đánh vào đáy chiến xa, chiến xa vô cùng yên tĩnh, nó không có dấu hiệu bị hủy, hơn nữa cũng không có bốc cháy. Đôi mắt lang hàn mở to, chiếc chiến xa này trâu bò như thế. Bảo cụ cấp đại đế sao? Nếu không, làm sao có thể đối kháng dung nham có thể miểu sát thánh nhân? Chỉ chốc lát, chiến xa tới gần, lăng hàn thấy rõ ràng, trên chiến xa có người võ trang đầy đủ nhưng không có chút làn da lộ ra ngoài, ngay cả con mắt cũng bị che giấu chặt chẽ. Người này tỏa ra khí thức khủng bố chân áp cửu thiên thập địa. Đại đế, lang hàn suýt ngất, trên con đường hoàn dương có đại đế. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có đại đế nào rảnh rỗi như vậy, hơn nữa, trong thiên hạ nếu có đại đế, chân long uyên, đế lộ sẽ mở ra. Linh hồn đại đế, nhưng đại đế quá mạnh, mạnh đến mức chỉ cần hóa đạo thì linh hồn sẽ tương dung với thiên địa, trở thành một bộ phận của thiên địa, căn bản không có cơ hội tiến vào âm phủ. Lăng Hàn lơ ngơ, hắn cảm thấy mình hiểu rõ đại đế quá ít, hắn chỉ có thể dựa vào hiểu biết mà suy đoán, nhưng hắn hiểu rõ đại đế mấy phần. Thời điểm hắn suy nghĩ, chiến xa cũng dần dần tới gần, cách hắn chừng 10 trường. Rất kinh người, rõ ràng với tốc độ của chiến xa, nó cách hắn nửa ngày đường nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt. Xúc địa thành thốn, Lăng hàn liền ôm quyền, hắn nói với người mặc chiến giáp. Tiền bối, có thể cho vãn bối đi nhờ xe không? Người mặc chiến giáp không có trả lời, chỉ chậm rãi quay đầu xe. Ta xem như người đáp ứng, lang hàn vội vàng thả người nhảy lên, chiến xa rời đi, bởi vì chiến xa vừa quay đầu lại dã rời xa hắn hắn đang đánh cược, đánh bạc đa gia Phật sẽ không hại hắn. Hắn nhảy vào chiến xa, mà người mặc chiến giáp không chú ý tới hắn, giống như căn bản không biết hắn lên chiến xa. Được rồi, người là đại đế, người có thể xem ta như kiến hôi. Chiến xa đi chậm rãi, cũng tiến vào sâu trong bình nguyên,